Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 146. Diệp Lăng Thiên lấy được Diệp gia tổ tiên truyền thừa, lấy trấn hưng Diệp gia là nhiệm vụ của mình, đối với hiện tại cái này Diệp gia còn sót lại thế lực cảm giác thuộc về không mạnh. Người này ngay thẳng, là tính tình cũng được, nếu có thể đem bá vương thần chém tu luyện tới đại thành, tương lai ngược lại là có thể trở thành dưới quyền ngươi lớn đem. Diệp Thần con ngươi híp lại, nói. Vòng thứ nhất tỉ thí không có gian nghỉ, 4 tiếng sau đánh xong, còn lại sấp xỉ trăm vị cường giả, tiếp tục trận thứ 2 tỉ thí. Diệp Lăng Thiên ra sân sau đó, lấy thế dễ như bớn, một chiêu bại địch, nơi triển lộ thực lực, lại là rung động toàn trường. Liền Diệp Thăng, Diệp Đàm Trúc, Diệp Nghê Thường ba người cũng đối với Diệp Lăng Thiên nhất thời lưu ý. Trận thứ 2 bắt đầu tranh tài, Diệp Thăng cùng ba người lại phi thân rơi xuống Diệp Lăng Thiên bên người. Đối với một bên Diệp Thần coi mà không gặp. Ngươi chính là Diệp Lăng Thiên, từ thấp võ vị diện Côn Lôn hư phi thăng đi lên, sao sẽ có như vậy chiến lực? Diệp Thăng đối với Diệp Lăng Thiên như có địch ý, giọng nói chuyện cao cao tại thượng. Diệp Đàm Trúc chính là không nhìn thấu Diệp Lăng Thiên hư thật, một bộ biểu tình ngưng trọng, đối với hắn chắp tay nói, ta kêu Diệp Đàm Trúc, gặp sư đệ ngươi cường hãn như thế, cố ý tới kết giao bằng hữu. Diệp Nghê Thường một đôi mắt đẹp quét qua Diệp Lăng Thiên, lộ ra kinh tâm động phách mỉm cười, gật đầu làm lễ, không nói gì. Diệp Lăng Thiên theo bản năng nhìn một cái Diệp Thần tỉnh bơ, Diệp Lăng Thiên hội ý, không mặn không lạt và ba người ứng phó. Lăng Thiên sư đệ, nơi đây thật là huyên náo, ngươi theo ta cửa cùng đi phía trên đi, cái này vòng thứ nhất cái khác thi đấu, ngươi không cần tham dự. Vậy Diệp Thăng nhíu mày một cái. Đối hắn Diệp gia hậu bối xem thường, đứng chung một chỗ cũng chê mất mặt tựa như. Diệp Lăng Thiên con ngươi lạnh lẽo, lạnh lùng trả lời một câu, ta cùng ngươi không phải người cùng một đường, cao trèo không lên. Thằng nhóc, đừng cho mặt không biết xấu hổ, chớ có lấy là cùng ta cảnh giới chênh lệch không lớn, liền có thể cùng ta sánh vai, ta thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Thăng như vậy mặt mũi, làm Diệp Lăng Thiên cực độ không ưa, ánh mắt quét ngang qua. Diệp Thăng nhất thời hơi biến sắc mặt. Bởi vì Diệp Lăng Thiên nhìn về phía hắn cái nhìn kia, làm hắn ngay tức thì tâm thần thất thủ, thậm chí sinh ra một loại không thể kháng cự cảm giác. Đây phảng phất là đến từ huyết mạch chân áp. Nhưng loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất, làm Diệp Thăng cảm thấy mới vừa rồi chẳng qua là ảo giác thôi, ngay sau đó, hắn liền tức giận không dứt. Ngươi tu luyện cái gì tà pháp, lại dám đối với ta thi triển? Là không phải là không muốn sống. Như vậy phách lối nhân vật, so với những cái kia đứng đầu đại thế lực cậu ấm nhị đại càng ngang ngược, thật là làm Diệp Lăng Thiên mở con mắt, cũng để cho một bên Diệp Thần, đối với hiện tại Diệp gia càng thất vọng. Diệp Lăng Thiên không kềm chế được, hoang cổ ý lan khắp toàn thân, đang muốn động thủ, đây là Diệp Thần bỗng nhiên đối với hắn truyền âm nói, tạm thời nhẫn nại, vẫn chưa tới chúng ta thời điểm xuất thủ. Diệp Thần có loại dự cảm, lần này không chỉ có muốn chống cự Thiên Đạo Cung nhóm thế lực, cái này Diệp gia nội bộ đấu đá chuyện, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị cuốn vào, hơn nữa đối với Diệp gia không thể quá nhiều trông cậy vào. Diệp Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại, không để ý nữa sẽ vậy ba người. Không biết điều mặt hàng, đi thôi, cái này cùng dòng thứ tặng mạch, không cần để ý tới sẽ. Diệp Thăng lạnh lùng nói. Diệp Thăng sư huynh, Đàm Trúc sư huynh, các người đi trước đi. Ta lại chờ lát nữa. Diệp Nghê Thường như cũ nụ cười yêu kiều, khói sóng lưu chuyển gian, quyến rũ hoành xanh, chút nào không che giấu đối với Diệp Lăng Thiên hứng thú. Vậy Diệp Thăng nhất thời chán toát ra mấy sợi gân xanh, Diệp Đàm Trúc cũng là sắc mặt hết sức không tốt xem. Diệp Lăng Thiên, hy vọng ngươi có thể xông vào trước 10, đến lúc đó sư huynh ta sẽ ở đấu võ trên đài dạy ngươi thế nào làm người. Diệp Thăng thật sâu nhìn một cái Diệp Lăng Thiên. Đối mặt hắn lần này uy hiếp tiếng nói, Diệp Lăng Thiên không có động tĩnh. Ở hắn trong mắt, người bất kỳ nói cũng không có ý nghĩa. Trừ điện chủ. Hơn nữa hắn trong lòng giữ lại lòng, ngày khác chấp trưởng Diệp gia quyền hành lúc đó, này cùng gieo họa, phải thanh trừ sạch. Diệp Thăng và Diệp Đàm Trúc hai người phi thân lên, rời đi nơi này. Diệp Thần một nửa sự chú ý đều ở đây mấy vị kia cao cao tại thượng Diệp gia lão tổ trên mình. Nơi này chuyện phát sinh nhất định chạy không khỏi bọn họ pháp nhãn, nhưng để cho Diệp Thần thất vọng chính là, bọn họ đối với Diệp Thăng đám người hành vi tựa như không chỗ nào giác,
không quan tâm. Xem ra, Diệp gia mặc dù còn sót lại, nhưng sớm thì không phải là cái đó Diệp gia. Đời trước, luân hồi chi chủ chết, vậy ý nghĩa Diệp gia sa sút. Cái này quật Diệp chi địa, bất quá là đám người này sau cùng vùng vẫy. Vòng thứ nhất trận thứ hai thi đấu, Diệp thần đối thủ là một vị hỗn độn cảnh 4 tầng thiên người tu luyện, tên này Diệp gia con em tu luyện là một loại tên là hạt vương biến thần thông, thứ ba thay đổi hình thái cuối cùng hạ, lại cũng có vượt cấp bại địch thực lực. Diệp thần không muốn bại lộ quá nhiều, thi triển cực võ thần tránh, một mực kéo dài tới đối thủ gân bì kiệt lực, sau đó đem bước ra lôi đài. Cái này hạt vương biến thần thông mạnh thì mạnh vậy, nhược điểm rất rõ ràng, không thể thời gian dài đối địch, hình thái cuối cùng sau này, sẽ có một đoạn thời kỳ suy yếu. Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, còn dư lại hơn 40 vị tuyển thủ, đem ở vòng thứ hai trong tranh tài đấu võ ra 20 người. Diệp gia ba mạch trước mặt hai đợt thi đấu miễn thi tổng cộng có 10 người, cái này 30 người, đem tiến vào trận chung kết. Vòng thứ hai thi đấu, Diệp thần đối thủ là một người nữ tu, cô gái này tu luyện là quỷ thủy mỹ mưu kế, là một môn mê tâm thần người thuật pháp. Cái này loại đặc thù loại thuật pháp, nơi phát huy ra chiến lực so với bản thân tu vi yếu hơn rất nhiều, nhưng nếu đối thủ để không đỡ nổi thuật này pháp uy năng, cho dù tu vi so nàng mạnh, cũng sẽ ở tâm thần bị dẫn nhập ảo cảnh lúc đó, tùy ý họ xẻ thịt. Diệp thần tâm tính kiên định giống như bàn thạch, tự nhiên không chịu ảnh hưởng, nhưng giả vờ bị mê muội. Thời khắc mấu chốt phản tập kích đối thủ, đem ung dung đánh bại. Diệp gia các cao tầng chỗ ở trên khán đài, Diệp thần biểu hiện đã khiến cho mấy vị trưởng lão cửa chú ý. Người này chạm ách cảnh tầng 8 thiên tu vi, lại xông vào trận chung kết, thật là quái tai. Hắn ngược lại có chút thú vị, mỗi lần chiến đấu đều bắt được liền đối thủ nhược điểm. Võ đạo năng lực lĩnh ngộ vượt qua tại chỗ không ít người. Ta đây là cảm thấy... Cái này kêu Diệp thần miễn cưỡng cũng coi là thiên tài, cho dù có chút mưu lợi, hắn toàn lực bùng nổ dưới, cũng có hỗn độn cảnh 6 tầng thiên chiến lực. Diệp thần ẩn núp, mà Diệp Lăng Thiên mặc dù áp chế tu vi, nhưng càn quét đối thủ, đã là trở thành cái này mấy trận thi đấu trong đó nhất là nhìn chăm chú nhân vật tiêu điểm. Trận chung kết trước, để lại cho Diệp gia bọn hậu bối 1 giờ khôi phục thời gian, lúc này có vị Diệp gia trưởng lão tìm được Diệp Lăng Thiên và Diệp thần. Diệp Lăng Thiên, Diệp thần, lão tổ muốn cho đòi gặp các ngươi, theo ta đi. Diệp thần và Diệp Lăng Thiên liếc nhìn nhau, đi theo vậy Diệp gia trưởng lão, hướng trời cao bay đi. Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ 9, ba vị Diệp gia lão tổ ngồi xếp bằng, ánh mắt đồng thời tụ tập đến tiến vào trong đại điện trên người hai người. Ba đạo mạnh mẽ thần niệm chập chờn, trực tiếp rơi vào Diệp thần, Diệp Lăng Thiên trên người hai người. Ba vị lão tổ không che giấu chút nào mục đích, dò xem kỹ hai người, thậm chí thần niệm còn định trực tiếp xâm nhập vào hai người ngay trong óc, đọc lấy hai người trí nhớ. Diệp thần theo bản năng thì phải vận dụng chân võ ý che giấu, nhưng hơi do dự qua sau đó, đem loại ý niệm này dập tắt. Mình thần niệm biết bao đáng sợ, dù là cái này ba người là thiên thần cảnh, cũng không có tư cách dung chuyển. Nhưng mà, Diệp Lăng Thiên nhưng là lựa chọn ngăn ở Diệp thần trước người. Vang vang, một tiếng kinh thiên tiếng vang, đi đôi với cường hãn hỗn độn khí tức chập chờn, Diệp Lăng Thiên lấy ra Thâm Uyên Đoạn Tội Thương, thương mang chợt hiện, đánh tan vậy ba đạo dò hướng hai người óc thần niệm. Cái này, đây là Thâm Uyên Đoạn Tội Thương. Diệp gia tổ tiên mạnh nhất pháp bảo một trong, cái cây thương này là làm sao rơi vào tay ngươi? Ba vị Diệp gia lão tổ tất cả đều hoảng sợ, cũng ngồi không yên, một mặt vẻ khiếp sợ nhìn Diệp Lăng Thiên. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết, Thâm Uyên Đoạn Tội Thương ý vị như thế nào. Đây là đi theo luân hồi chi chủ vị kia mới có tư cách có. Vị kia mới là dòng thứ Diệp gia người trọng yếu nhất. Chẳng lẽ Diệp Lăng Thiên là vị kia hậu nhân? Nếu quả thật như vậy, vị kia lại vì sao phải đi một cái thấp võ vị diện? Diệp Lăng Thiên con người đông lại một cái, một tay cầm Thâm Uyên Đoạn Tội Thương, nói thẳng, chúng ta không thích như vậy thần niệm tra xem. Nếu như các người muốn biết ta thân phận, chuôi này Thâm Uyên Đoạn Tội Thương chính là tốt nhất chứng minh. Diệp Lăng Thiên rất rõ ràng, tiết lộ thân phận, đối với lần này hắn và điện chủ chuyến đi có lợi. Nhưng hắn có thể tiết lộ thân phận, điện chủ tuyệt đối không được. Luân hồi chi chủ bí mật, phải coi giữ. Một khắc sau, ba người đứng lên,
con ngươi xúc đến mức tận cùng. Nếu thật nếu bàn về bối phận, Diệp Lăng Thiên thân phận đều có thể cao hơn bọn họ. Kết hợp với Diệp Lăng Thiên biểu hiện, hết thảy tựa hồ cũng có thể giải thích. Ba người mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Lăng Thiên trực tiếp chắp tay nói, ta và Diệp Thần còn có việc, liền không quấy rầy ba vị lão tổ. Một khắc sau, hai người xoay người trực tiếp rời đi. Chỉ để lại thất thần ba vị lão tổ. Hai người sau khi đi, ba vị Diệp gia lão tổ còn trố mắt nhìn nhau hồi lâu, yên lặng không nói, đối với mới vừa rồi từ hai người nơi này lấy được tin tức còn đang tiêu hóa trong đó. Tự Minh huynh, ngươi tin tưởng cái đó Diệp Lăng Thiên nói sao? Tổ tiên truyền thừa, Thâm Uyên đoạn tội thương. Nếu như đều là thật, vậy hắn nhưng mà tổ tiên đồng ý người à? Diệp Tử Canh mở miệng trước nói. Bỏ mặc như thế nào, cái này Thâm Uyên đoạn tội thương nhận hắn làm chủ đã là không tranh sự thật. Diệp Lăng Thiên nói không chừng ở chỗ này lần tổ tự bên trong, sẽ trở thành là vậy nhân vật mấu chốt nhất. Diệp Tử Minh thở dài, như là vui vẻ yên tâm, như là thất lạc. Cái này mấy chục ngàn năm, Diệp gia ba mạch một mực để khôi phục Diệp gia vinh quang là nhiệm vụ của mình, lấy Diệp gia tặng mạch tự cho mình là, trong chư thiên vạn giới tìm kiếm tổ tiên còn để lại bảo tàng hoặc là sống lại tổ tiên cơ hội. Nhưng chưa bao giờ có người chân chính bị tổ tiên đồng ý qua. Không ngờ, một cái thấp võ vị diện phi thăng đi lên hạng người vô danh, lại là tốt như vậy vận. Ý vị này, lần này tổ tự, thông qua vậy bí cảnh khảo nghiệm tỷ lệ tăng nhiều, đây là chuyện tốt, nhưng mấu chốt nhân vật cũng rất có thể cũng không phải là xuất từ Diệp gia ba mạch, cái này làm cho ba vị lão tổ có chút không cam lòng. Cái này hai người, rất khả nghi, vậy Diệp Lăng Thiên cắt đứt bọn ta dò xem kỹ, bọn họ nhất định sẽ có bí mật giấu giếm. Đột nhiên, Diệp Tử Canh ánh mắt chớp động nói. Như vậy Tu Vi, nắm trong tay Thâm Uyên đoạn tội thương cái này kiện sát phạt chí bảo, Diệp gia hậu bối ghế thủ lãnh vị ngoài hắn còn ai, ngược lại không tốt cưỡng ép bức bách. Diệp Tử Minh nói. Diệp Lăng Thiên chân thực Tu Vi đã bại lộ, đây cũng là để cho ba vị lão tổ khiếp sợ thất thố một trong những nguyên nhân. Tuyết Tình, đối với cái này hai người, ngươi có cái gì ý kiến hay? Diệp Tử Canh nghe được Diệp Tử Minh trong lời nói đối với Diệp Thần hai người bênh vực ý, quay lại hỏi hướng một vị khác lão tổ. Diệp Tuyết Tình thanh âm khàn khàn nói, tỉ thí qua sau đó, còn có huyết mạch khảo sát chi quan, huống chi có ta cùng ba người ở đây, cái này hai người lật không dậy sóng hoa. Diệp Tử Canh nghe nói như vậy sắc mặt có chút không tốt xem, nhưng rất nhanh giấu. Tổ tự cửa ải cuối cùng, mở ra vậy bí cảnh không Diệp ra huyết mạch không thể. Nhưng Diệp Tử Canh nơi chấp trưởng nhất mạch, có chân chính Diệp gia huyết mạch người le que có thể đếm được. Bị Diệp Tử Canh ký thác kỳ vọng rất lớn Diệp Đàm Trúc, thực lực tuy mạnh, cũng có hơi mỏng Diệp gia huyết mạch, nhưng huyết mạch kia khảo sát chi quan, hắn chỉ sợ là rất khó thông qua. Chỉ lần này một chút, thì đồng nghĩa với hắn đem cùng Diệp gia hậu bối ghế thủ lãnh vị vô duyên. Mà ghế thủ lãnh vị, không chỉ là tượng trưng một loại thân phận, tổ tự nếu như thành công. Ghế thủ lãnh đem lấy được chỗ tốt là lớn nhất. Hụ hụ hụ, vậy Diệp Lăng Thiên trước không đi nói, ta cảm thấy cái đó Diệp Thần, so với kia Diệp Lăng Thiên càng thần bí, người này, liền ta đều có loại nhìn không thấu cảm giác. Thậm chí, các người có phát hiện hay không, Diệp Lăng Thiên càng giống như là cái này Diệp Thần người làm. Diệp Tuyết Tình cau mày nói. Nghe lời ấy, Diệp Tử Minh và Diệp Tử Canh hai người đều là kinh ngạc. Chính là một cái chạm ách cảnh tầng 8 thiên tiểu tử thôi, ở ta cùng dò xem kỹ dưới, hắn không giấu được Tu Vi. Thằng nhóc này, có chỗ đặc thù gì? Còn có vậy Diệp Lăng Thiên tại sao có thể là người này người làm? Người gặp qua người làm so chủ tử Tu Vi còn cao? Diệp Tử Minh nghi ngờ hỏi. Ba vị Diệp gia lão tổ bên trong, Diệp Tuyết Tình thủ đoạn khá nhiều, hơn nữa nắm trong tay thần vận mệnh đạo lực, nàng quả quyết sẽ không bẩn thỉu. Diệp Thần người này, ta không thấy được vận mạng hắn. Hoặc là, có siêu nhiên tồn tại tự mình ra tay là hắn che giấu thiên cơ, hoặc là, người này thân hoài viễn siêu hết thảy thần bảo. Diệp Tuyết Tình cảm thấy, vô luận là cái nào nguyên nhân, đối với cái này Diệp Thần coi trọng trình độ, cũng hẳn tăng lên tới và Diệp Lăng Thiên cùng một cấp bậc. Trên thực tế, nàng suy đoán cũng không sai, luân hồi chi chủ truyền thừa, đó là từng ngạnh hám thiên đạo. Làm bây giờ thiên đạo cũng làm mơ ước đồ, thần bảo giá trị đều không cách nào cùng chi so sánh. Hy vọng cái này hai người xuất hiện,
đối với ta Diệp gia mà nói là phúc không họa. Diệp Tử Minh lần nữa than thở. Điện chủ, tiếp theo làm thế nào? Trở về trên đường, Diệp Lăng Thiên hỏi. Hắn hiện tại đã bại lộ chân thực tu vi, liền Thâm Uyên đoạn tội thương lá bài tẩy cũng lộ ra ngoài, nguyên định kế hoạch cần được làm ra thay đổi. Vậy ba cái Diệp gia lão tổ cho dù đối với chúng ta có hoài nghi, dưới tình huống này, đỉnh hơn dám thì chúng ta, tổ tự thành công trước, bọn họ thượng không dám hành động thiếu suy nghĩ, người mình ta tối tăm, to gan mà làm là được. Nói cách khác, lại còn Diệp gia tiểu bối dám đến khiêu khích, không cần lại cố kỵ cái gì, ra tay trừng phạt trấn nhiếp. Hai người trở lại đấu võ đài cạnh khán đài, đây là trận chung kết sắp bắt đầu. 30 người bên trong quyết ra trước 3 người, cái này 3 người đem ở thông qua huyết mạch khảo sát sau chọn lựa một vị ghế thủ lãnh đệ tử, ở ghế thủ lãnh đệ tử dưới sự dẫn dắt, 30 vị Diệp gia hậu nhân tiến vào bí cảnh thực tập. Để cho Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên kinh ngạc phải, cái đó gọi Diệp Nghê Thường thiên tài con em còn chưa đi, gặp bọn họ trở về, vừa cười ý yêu kiều đi tới phụ cận. Hai vị sư đệ đạt được lão tổ xem trọng, thật là thật đáng mừng. Nghe Thường cố ý cùng các ngươi kết giao bằng hữu, chúng ta trò chuyện một chút thôi. Diệp Nghê Thường đối với hai người nói. Cô gái này ngược lại là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, rất khó để cho đời người ra ác ý. Diệp Thần truyền âm cho Diệp Lăng Thiên, để cho hắn không ngại và cô gái này hơn tiếp xúc nhiều. Diệp Lăng Thiên cùng Diệp Nghê Thường khách sáo mấy câu, hai người đều có lẫn nhau đến gần ý, rất nhanh nhiệt lạc đứng lên, không coi ai ra gì nói chuyện với nhau. Khiêm tốn Diệp Thần, mặc dù không đưa tới quá nhiều chú ý, nhưng ở một ít Diệp gia hậu bối trong mắt, Diệp Thần con ngựa đen này mới vừa rồi mấy cuộc tỉ thí biểu hiện vậy coi là xuất sắc tuyệt luân, có mấy người vây quanh. Rất nhanh, Diệp Thần vậy dung nhập vào Diệp gia hậu bối vòng trong đó, phong cách sống kín đáo. Cái này 30 người bên trong, Diệp Thần là duy nhất chạm ách cảnh, tu vi thấp nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bất quá mọi người cũng đều không cầm Diệp Thần làm chảm ách cảnh. Dẫu sao, võ đạo thế giới, thực lực phi tôn, mà không phải là tu vi. Trận chung kết trong đó, Diệp Thần đối thủ thứ nhất, chính là hỗn độn cảnh 6 tầng thiên một vị người tu luyện, hắn tuyệt học chính là một môn Diệp gia độc đáo chỉ pháp, tên là Linh Tê chỉ một cái. Trận chiến này, Diệp Thần bất qua thả một chút chân võ ý, thuận tiện lấy chỉ một cái lực thắng được đối phương. Nhất thời một bài xôn xao. Trong mắt mọi người, cái này chỉ một cái không lại có bao nhiêu người có thể làm được, nếu bàn về tổng hợp chiến lực, Diệp Thần đã là lên cao đến 30 người trong đó trên trung bình nhóm. Hành động này vẫn có mưu lợi chi ngại, nhưng trừ ghen tị nổi nóng, Diệp gia các đệ tử cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế. Diệp Lăng Thiên không biết là vận khí cho phép, vẫn là bởi vì nguyên nhân gì khác, cái này trận chung kết chàng thứ nhất gặp được đối thủ. Lại là một vị hỗn độn 7 tầng thiên thiên tài con em. Người này là Diệp Tử Minh lão tổ nhất mạch, tên là Diệp Cảnh. Một mực đứng ở Diệp Thăng bên người, như là Diệp Thăng người theo đuổi. Đến từ thấp võ vị diện man di tiểu bối, có mắt không tròng đồ, người lại dám xúc phạm Diệp Thăng sư huynh, hôm nay ta cho giỏi tốt dậy một chút người thế nào làm người. Mới vừa lên đấu võ đài, Diệp Cảnh liền hướng phía dưới đài Diệp Lăng Thiên phát ra khiêu khích. Diệp Lăng Thiên trong mắt một đạo hàn mang thoáng qua, sắc mặt không hề bận tâm, phi thân lên đấu võ đài, sau đó thẳng lấy ra Thâm Uyên đoạn tội thương. Trời cao, vậy ba vị Diệp gia lão tổ nhất thời đổi sắc mặt. Lẫn nhau so tài, vạn không thể đồng tộc thao mâu tổn thương hòa khí, càng không cho phép cố ý giết người. Diệp Tử Minh thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn là đang cảnh cáo Diệp Lăng Thiên. Diệp Cảnh nhưng là mặt lộ được nước. Cười nhạt gian thái độ hơn nữa ngạo mạn, đi về trước bước ra một bước dài, đầu đỉnh hiện lên một tôn bảo tương trang nghiêm Phật Thích Ca chi tương. Phật Như Lai ngâm, cấm kỵ thần thông. Lão tổ ra mặt can thiệp không để cho ta giết ngươi, vậy ta liền độ ngươi thoát khỏi bể khổ, từ nay về sau, ngươi liền dốc sức cho ta đi. Diệp Cảnh cười gằn. Một thức này Phật môn thần thông, cũng không phải là Diệp gia tự nghĩ ra. Nhưng là Diệp gia thần thông các bên trong bị cất giữ một môn trọng yếu tuyệt học. Diệp gia tổ tiên thời kỳ cường thịnh, từng hàng phục một vị Phật môn đại năng, vị kia Phật môn người đại thần thông, lúc ấy nhưng mà chư thiên vạn giới Phật môn điện cơ người một trong, chính là không thể có nhiều siêu nhiên tồn tại. Phật Như Lai ngâm, là vị kia Phật Thích Ca tuyệt học,
này thần thông vô cùng là bá đạo, nếu là bị hắn độ hóa, liền hồn phách cũng sẽ bị đối phương nắm trong tay, mất tự mình, sống không bằng chết. Diệp Cảnh đối với Diệp Lăng Thiên thi triển ra này tuyệt học, để tâm ngạt độc. Diệp Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, thu hồi Thâm Uyên Đoạn Tội Thương, quyết định cho Diệp gia lão tổ một cái mặt mũi. Diệp Lăng Thiên nhìn một cái xa xa lộ ra thần bí nụ cười Diệp Thần, gặp Diệp Thần gật đầu, hắn vậy không do dự nữa, hai tròng mắt nhắm lại. Hoang cổ ý từ trong thân thể lao ra, cắm thẳng vào trời cao. Đồng thời, bảy ngôi sao từ Diệp Lăng Thiên trong cơ thể như ẩn như hiện, tổ hợp thành thất tinh bắt đầu hình dáng, sau đó một đạo thất luyện vậy màu bạc ánh sao đánh về phía Diệp Cảnh. Phật Thích Ca hư ảnh chắp hai tay, mặt lộ đau khổ, miệng liền mở ra, một cái Phật chữ từ trong miệng khạc ra, cũng đi đôi với từng cơn Phật minh tiếng niệm kinh, hướng Diệp Lăng Thiên công tới. Màu bạc ánh sao và vậy Phật chữ đụng nhau, Phật chữ vừa chạm vào tức hội, ánh sao như nhanh như tia chớp, tiếp tục hướng Diệp Cảnh oanh kích. Đấu võ đài một bên, hai vị hỗn độn cảnh bảy tầng thiên Diệp gia cường giả thành tựu trọng tài nhất thời sắc mặt kịch biến, quả quyết ra tay, một người một trưởng bổ về phía Diệp Lăng Thiên, định ngăn chặn hắn công kích, một người khác đánh ra nhất kích thần thông, chân võ ý hội tụ, định đánh tan Diệp Lăng Thiên mới vừa rồi đánh ra bắt đầu thần quyền. Hoa cả mắt gian, chỉ gặp hai đạo thân ảnh bị đánh bay, một cái là đấu võ trên đài Diệp Cảnh, một người khác, bất ngờ là vậy công hướng Diệp Lăng Thiên Diệp gia cường giả. Diệp Cảnh ngã xuống đất, mặt như giấy vàng, khóe miệng tràn ra máu tươi, hôn mê bất tỉnh, hơi thở mong manh, người còn sống, nhưng định trước sau này phế nhân một cái. Vị kia Diệp gia trọng tài giống vậy khóe miệng trào máu, hoảng sợ nhìn Diệp Lăng Thiên, cả người thân thể khẽ run. Chỉ là giao thủ một chiêu, hắn liền ý thức được, hắn xa xa không phải Diệp Lăng Thiên đối thủ. Hắn thậm chí ở giao thủ trong nháy mắt, cảm thấy huyết mạch chấn áp. Giờ khắc này, toàn trường đều yên lặng, một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe ra tiếng vang như vậy, nha tước yên tĩnh không tiếng động. Diệp Lăng Thiên chỉ là đánh bại Diệp Cảnh mà nói, cái này còn ở tình lý bên trong, nhưng mới vừa chuyện gì xảy ra. Diệp Lăng Thiên lại đánh bại trọng tài. Vị kia trọng tài, nhưng mà hỗn độn cảnh bảy tầng thiên cường giả. Cái này loại yên tĩnh kéo dài ước chừng mấy chục hô hấp công phu, sau đó là một phiến ngược lại hút khí lạnh thanh âm, một phiến bàn luận sôi nổi tiếng nổ tung. Quả nhiên, người giấu giếm thực lực, mới vừa rồi cây thương kia, hình như là lão tổ từng đề cập tới Diệp gia chí bảo, Thâm Uyên Đoạn Tội Thương. Lần này tổ tự, kinh động Diệp gia ẩn núp một ít hậu thủ. Ta cơ hội sẽ đến. Mới vừa cùng Diệp Lăng Thiên kết giao tình Diệp Nghê Thường trong lòng ngầm nói. Diệp Thăng và Diệp Đàm Trúc chính là khiếp sợ đờ đẫn, ngay sau đó, hai người ngay tức thì cả người mồ hôi lạnh toát ra. Một cái đã lâu thần trước, bọn họ làm nhục Diệp Lăng Thiên cảnh tượng còn rành rành trong mắt, như khi đó Diệp Lăng Thiên phát huy. Coi như bọn họ vận dụng mỗi người lão tổ cho bọn họ chuẩn bị lá bài tẩy, chỉ sợ hậu quả cũng là rất thảm đi. Hỗn độn cảnh hậu kỳ, hắn ẩn núp tu vi, hắn rốt cuộc là người nào? Ta không tin hắn hiện tại còn chưa đủ để thiên tuế. Diệp Thăng khuôn mặt dữ tợn, thấp giọng nói. Đáng chết, người này giả heo ăn lão hổ, là cái tuyệt đại người tàn nhẫn. Diệp Thăng sư huynh, chỉ sợ chúng ta liên thủ cũng đấu không lại hắn, các lão tổ. Tựa hồ đã đồng ý hắn. Diệp Đàm Trúc nhìn rất rõ ràng, mới vừa rồi Diệp Lăng Thiên mới bị lão tổ cho đòi gặp. Ý vị này lão tổ vậy quan, Diệp Lăng Thiên qua. Hai vị trọng tài nhìn về phía trời cao mấy vị lão tổ phương hướng, đối mặt loại ý này bên ngoài, bọn họ không biết như thế nào cho phải. Diệp Lăng Thiên thắng, tỉ thí tiếp tục, Diệp Tuyết Tình lão tổ thanh âm vang lên. Trọng tài đọc lên một trận kế tỉ thí hai bên danh sách, cho đến 4-5 tiếng sau này, hai người mới lên trận, bởi vì tâm tư của mọi người, mới vừa rồi vẫn luôn ở Diệp Lăng Thiên trên mình. Còn không có tỉnh hồn lại. Diệp Thần như cũ khiêm tốn, toàn bộ quá trình thậm chí cố ý lộ vẻ được có chút cố hết sức. Hắn rất rõ ràng, lần này, hắn không thể quá mức tươi đẹp. Sau lưng có nhiều hơn người cất giấu. Trận chung kết trận thứ hai, Diệp Lăng Thiên đối thủ trực tiếp nhận thua. Trận thứ ba, đối thủ là một vị hỗn độn cảnh bảy tầng thiên người tu luyện, chỉ là một hiệp liền sa sút. Người này sở dĩ ra sân, chí lại nữa thủ thắng. Mà là dò xét. Sau trận chiến này,
Diệp gia con em đời sau cũng bóp tắt trong lòng còn sót vậy tơ may mắn. Bọn họ đã xác nhận, Diệp Lăng Thiên là vị ẩn núp thiên tài không thể nghi ngờ, thực lực, thật là làm bọn họ tuyệt vọng. Kỳ quái chính là, trước đây hai trận thi đấu, Diệp Thăng, Diệp Tử Canh và Diệp Nghê Thường cái này ba người, từ đầu đến cuối không cùng Diệp Lăng Thiên và Diệp Thần hai người đụng phải, bọn họ lẫn nhau bây giờ, cũng không có đối với. Đối với lần này Diệp Thần trong lòng rõ như kiếng, cái này so với thi đấu nhìn như công bằng, thật ra thì có hộp tối làm việc. Hắn may mắn, tựa hồ cũng là Diệp gia cao tầng thuộc ý, mấy trận thi đấu, đều cùng hạt giống tuyển thủ rời ra. Trên thực tế, đây là bởi vì ba vị lão tổ đối với hắn vậy rất coi trọng, không dám tùy tiện dò xét. Trận thứ hai thi đấu, 15 người chia 8 tổ, trong đó một tổ một người thua chống trực tiếp lên cấp, trận thứ ba, chính là 8 tấn 4, cái này trận thi đấu, Diệp Thần may mắn vậy đến đây chấm dứt. Chỉ có 4 cái lên cấp số người, ba vị hạt giống tuyển thủ cộng thêm Diệp Lăng Thiên, không có để dành cho Diệp Thần vị trí. Kế tiếp tỉ thí, số 2 đối với số 88. Đấu võ trên đài, trọng tài tuyên bố. Đây là thuộc về Diệp Thần trận thứ 3 thi đấu, hắn đối thủ số 2, bất ngờ là Diệp Đàm Trúc. Đàm Trúc, người muốn chú ý, cái này Diệp Thần thật không đơn giản, nếu không phải địch, trực tiếp nhận thua. Sắp ra sân trước, Diệp Đàm Trúc bỗng nhiên lấy được lão tổ Diệp Tử Canh thần thức truyền âm. Vốn là chút nào không đem Diệp Thần để ở trong lòng Diệp Đàm Trúc, nhất thời bước chân hơi chậm lại. Diệp Lăng Thiên thì thôi. Diệp Thần cái này chảm ách cảnh tầng 8 thiên tên yếu, chẳng lẽ cũng là ở giả heo ăn hổ. Hai cái thấp võ vị diện man di, lại đều là như vậy nghịch thiên, Diệp Đàm Trúc không dám tin tưởng. Nhưng lão tổ cố ý nhắc nhở cùng hắn, vậy thì đồng nghĩa với, lão tổ cho rằng hắn rất có thể không phải cái đó chảm ách cảnh tầng 8 thiên Diệp Thần đối thủ. Một màn này, có chút quỷ dị đến mức tận cùng. Đấu võ trên đài, Diệp Thần đối với Diệp Đàm Trúc hai người đứng. Người xem ngược lại là khác thường yên lặng. Bởi vì ở bọn họ xem ra, cái này một chàng thực lực sai biệt quá khác xa. Khác xa đến, Diệp Thần căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Diệp Thần sư đệ, chỉ là lẫn nhau so tài mà thôi, điểm đến thì ngưng là được, người thấy thế nào? Diệp Đàm Trúc đối với Diệp Thần chắp tay, mạnh gạt bỏ một nụ cười, nói. Cái này làm cho xem cuộc chiến Diệp gia mọi người cơ hồ kinh sợ rất cằm. Diệp Đàm Trúc vị này hỗn độn cảnh đỉnh cấp thiên chi kiêu tử, đối đãi đồng bối lúc nào khách khí như vậy qua. Diệp Thần cười nhạt, không nói gì gật đầu một cái, một giây kế tiếp chính là sử dụng sát kiếm. Sát kiếm hiện thế, Diệp Thần ôn hòa mặt toàn bộ hóa là lạnh lùng, nhàn nhạt khạc ra mấy chữ, ngươi thi triển toàn lực. Kiếm quang không nhúc nhích, nhưng huyết quang sôi trào, cự lực mãnh liệt, chân võ ý tản ra. Chỉ riêng khí thế sẽ để cho Diệp Đàm Trúc sắc mặt kịch biến. Cái này không phải chảm ách cảnh tầng 8 trời ạ, thật là so hỗn độn hậu kỳ còn muốn hung tàn. Diệp Đàm Trúc không dám khinh thường, một giây kế tiếp, máu tươi sử dụng, lại triệu hoán ra một con ma thú. Thậm chí huyết mạch trong cơ thể có vực ngoại ma thú hơi thở. Đây là hắn lớn nhất dựa vào. Con thú này ba cái đầu, ma khí dày đặc, sát khí bức bách người. Là vực ngoại ma thú và thần quốc linh thú kết hợp sản vật. Địa ngục ma chó. Địa ngục ma chó vừa ra, ba cái đầu đồng thời phát ra hí tiếng hô, ở Diệp Đàm Trúc thúc đẩy xuống, xông về Diệp Thần. Cùng thời khắc đó, Diệp Đàm Trúc chân võ ý bùng nổ, vô tận hỗn độn linh lực hội tụ đến trường kiếm trong tay, một kiếm hướng Diệp Thần chém tới. Hai cổ lực lượng chồng lên, khủng bố đến trình độ cao nhất. Cơ hồ là cục hẳn phải chết à. Chẳng ai nghĩ tới Diệp Đàm Trúc sẽ xuất thủ như thế. Đây cũng quá hèn hạ đi. Diệp Thần tay cầm sát kiếm, thần sắc sửng dưng, đang dự định kích thích ra chân võ ý áp chế Diệp Đàm Trúc cảnh giới, bỗng nhiên cảm giác được hắn một quyền kia dưới, ẩn núp một món không đúng hơi thở chập chờn. Đối phương lại xuống chết tay. Diệp Thần trong mắt tàn khốc chớp mắt, không có dùng sát kiếm, mà là linh lực hội tụ, xích trần thần mạch kích hoạt. Một cái thương diễn diệt linh trưởng đánh ra. Ở hắn xem ra, đối phương còn chưa đủ tư cách để cho hắn vận dụng sát kiếm. Kiếm trưởng đụng nhau, một tiếng linh bạo vang tận mây xanh, đấu võ đài bốn phía trận pháp lực bị kích thích, đem chiến đấu dư âm cưỡng ép áp chế.
một đạo màu đen nhỏ như lông châu hào quang từ quyền kia ảnh bên trong bay ra, hướng Diệp Thần bắn nhanh tới. Diệt hồn kim, chuyên tổn thương thần hồn ngạt độc vật, đây là Diệp Đàm Trúc mới vừa rồi ẩn núp thủ đoạn, hắn một kiếm kia chỉ là giả vờ công, mục đích thực sự, lại là muốn lấy cái này diệt hồn kim, trực tiếp đánh tan Diệp Thần thần hồn. Chân thực hèn hạ, nhưng lại hèn hạ thủ đoạn, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng là uổng phí. Diệp Thần tự nhiên cảm giác được, cho nên lúc này mới đánh ra thương diễn diệt linh trưởng, nhưng cũng có lưu tay, nếu như hắn một kích toàn lực. Cái này Diệp Đàm Trúc ắt phải sẽ bị một trường tiêu diệt, thần hồn câu diệt. À! Vô tận cự lực phun trào, cuồn cuộn bụi bẩm, tựa như vạn trường. Bụi bẩm bên trong, một tiếng hét thảm vang lên, Diệp Đàm Trúc giống như là diều đứt dây bay lên, sau khi rơi xuống đất không có động tĩnh. Hắn bước Diệp Cảnh theo gót, không có chết, nhưng cái này cái dậy bảo chỉ sợ là cả đời khó quên. Trên bầu trời, Diệp Tử canh mắt gặp một màn này. Bỗng nhiên đứng dậy, hơi thở lại là khó mà tự kiềm chế có chút chập chờn, hắn đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tử canh sư đệ, người muốn làm gì? Diệp Tử Minh hơi thở phong tỏa hắn, Diệp Tử canh dám đối với Diệp Thần ra tay, hắn liền sẽ ngăn cản. Diệp Tuyết Tình vậy nhìn về phía Diệp Tử canh, lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, người dạy dỗ đồ đệ tốt, dưới con mắt mọi người dùng như vậy thủ đoạn, mất hết mặt mũi. Diệp Đàm Trúc thuần túy tự mình chuốc lấy cực khổ, Diệp Tử canh gặp cái khác hai vị lão tổ đều không giúp đỡ hắn, lại nữa xung động, hừ lạnh một tiếng lại lần nữa ngồi xuống. Bọn họ cuối cùng là người ngoài, ta bây giờ hoài nghi, Diệp Lăng Thiên và Diệp Thần hai người, là Thiên Đạo Cung phái tới gian tế. Diệp Tử canh đột nhiên lạnh lùng nói. Cho dù là gian tế, ở bọn họ còn có giá trị lợi dụng trước, tùy bọn họ mà làm là được. Diệp Tuyết Tình tâm tư khó dò, lại so Diệp Tử Minh còn tích cực đứng ở Diệp Thần hai người bên này. Từ đối với thực lực bản thân mạnh mẽ tự tin, ba vị lão tổ đạt thành hiệp nghị, tạm thời ngắm nhìn. Mới vừa chuyện gì xảy ra, cái này Diệp Thần, lại chính diện đánh bại Đàm Trúc sư huynh. Hắn và vậy Diệp Lăng Thiên là cùng bạn, cái này hai người cũng giấu giếm thực lực, thật là khó có thể tưởng tượng, bọn họ là làm sao làm được. Như vậy thứ nhất, lần này Diệp gia tổ tự, chúng ta ba mạch há chẳng phải là đều được cười nhạo. Hai cái người ngoại lai, chúng ta người sở hữu thêm cùng nhau sợ rằng đều không phải là bọn họ đối thủ. Diệp Thần khiêm tốn cũng chỉ có thể đến đây kết thúc, trở lại khán đài sau đó, vốn là cùng Diệp Thần mới vừa trò chuyện mấy câu bộ quá gần ư Diệp gia bọn hậu bối cũng thay đổi thái độ, vội vàng cách xa Diệp Thần, đối với hắn xa lánh. Như Diệp Thần chỉ là so bọn họ cường thượng một chút thì thôi, nhưng khi phát hiện người thực lực này khác xa lắc xa lơ lúc đó, liền sinh ra xếp bên ngoài tâm lý, đối với Diệp Thần vừa là sợ hãi, cũng sẽ không có có lòng tốt. Mà Diệp Thần nhưng là đóng chặt trong mắt, tựa như đối với chung quanh hết thảy căn bản không quan tâm. Vậy Diệp Nghê thường ngược đường mà đi, vừa định chủ động tìm tới Diệp Thần, lại bị Diệp Lăng Thiên chặn lại, điện. Bạn ta cần nghỉ ngơi. Còn hy vọng Nghê Thường cô nương không nên quấy rầy. Diệp Nghê Thường linh mâu một chuyển, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó chính là khẽ gật đầu lô, trực tiếp rời đi. Toàn bộ đấu võ trường, ở Diệp Nghê Thường rời đi dưới, lại lâm vào một loại cực kỳ cổ quái bầu không khí. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Thần Long Điện, tòa kia cấm kỵ vực sâu bên trên. Một đầu tràn đầy ngọn lửa rồng thần trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Chính là Viêm Thiên Long Thần. Hắn quanh thân đứng thẳng mười mấy vị hơi thở kinh khủng tồn tại. Mỗi một vị đều là Thiên Đạo Cung không cho coi nhẹ tồn tại. Người sở hữu trong mắt viết đầy nghiêm túc. Bởi vì ở bọn họ xem ra, lần này, bọn họ muốn tru diệt đầu kia đối Thiên Đạo Cung vô cùng cái uy hiếp huyết long. Mấu chốt đầu này huyết long thực lực, bọn họ căn bản không biết. Vực sâu bên trên, quỷ dị năng lượng kích thích. Viêm Thiên Long Thần biết, đó là vực sâu cấm chế. Viêm Thiên Long Thần cúi đầu ngưng mắt nhìn vực sâu, đột nhiên mở miệng nói, đồ các ngươi đều mang đến sao. Đầu này huyết long duy nhất có thể chính là giấu ở đất này, mà hiện tại vực sâu bên trên, huyết khí đậm đà, hơi thở này, ta quá quen thuộc. Hôm nay, bất kể như thế nào, đầu này huyết long đều không thể còn sống rời đi vực sâu. Một khắc sau, Viêm Thiên Long Thần miệng to một tấm. Một cái to lớn đỉnh đen xuất hiện. Đỉnh đen chút xuống.
Động thủ. Mười mấy vị thiên đạo cung trưởng lão rối rít bước ra máu tươi, hội tụ đến vậy đỉnh đen bên trên. Nháy mắt tức thì, đỉnh đen bên trong chảy ra cuồn cuộn nham thạch nóng chảy. Vậy nham thạch nóng chảy cuồn cuộn không ngừng, lại là mang diệt thế chi khí. Thiên đạo cung, lại muốn rất miễn cưỡng đem điều này vực sâu hóa là một phiến nham thạch nóng chảy chi hồ. Đến lúc đó, đáy hồ, bất kỳ sinh linh đều không cách nào sống sót. Huyết long, gặp nguy hiểm. Cuồn cuộn nham thạch nóng chảy ngay tức thì từ trên trời hạ xuống. Giống như một đầu rồng hung ác xông về vực sâu. Mà vực sâu cấm chế hiển nhiên vậy phát hiện cái gì, một đạo nhàn nhạt trong suốt phủ văn phun trào. Nhưng mà, cấm chế này chỉ có thể ngăn cản vật còn sống, cái này đậm đà hết sức nóng bỏng nham thạch nóng chảy, căn bản không ngăn cản được. Mấu chốt, cái này nham thạch nóng chảy còn không phải là giống vậy nham thạch nóng chảy. Đây là viễn cổ một vị rơi xuống viêm long thần đế trong cơ thể máu ẩn dục. Đụng gặp vạn vật, đều có thể ngay tức thì đốt diệt. Viêm thiên long thần lộ ra một đạo nụ cười, huyết long, người hôm nay chắp cánh khó khăn bay. Lần trước bại bởi huyết long, đây cơ hồ trở thành viêm thiên long thần ác mộng. Cố nhiên nguyệt hoàn dị tượng hạ, viêm thiên long thần thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng hắn biết, như gặp lại gặp đầu kia huyết long, như cũng nguy hiểm. Thậm chí, hắn không biết huyết long trước mắt thực lực gì. Đối phương thần bí giống như một đạo không cách nào vượt qua giới vực. Mà làm nham thạch nóng chảy ào ào rơi xuống, trong vực sâu, một đầu ở chiếm đoạt còn lại ma long thân thể màu máu rồng thần, đột nhiên mở mắt ra. Trong con người của hắn chiếu ngược vậy nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Không có sợ hãi, không có lùi bước, có, là khinh thường. Một khắc sau, hắn buông tha chiếm đoạt. Đỏ thấm trong mắt lóe lên quỷ dị phù văn. Phù văn lưu chuyển, hắn quanh thân nồng đậm huyết khí bọc toàn thân. Một khắc sau, huyết long miệng to một tấm, vậy phun trào ra diệt thế hơi thở cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, lại bị hắn nuốt vào trong miệng. Hắn nheo nhỏ nhai kỹ. Trong mắt thậm chí mang một chút vui thích. Mùi vị không tệ, cái này nham thạch nóng chảy đối với ta ngọn lửa, có chút xúc tiến tác dụng. Chỉ tiếc, quá ít. Một khắc sau, một đạo chấn thiên long ngâm vang khắp. Này long ngâm vừa ra. Toàn bộ cửu thiên thần long điện rồng thần trong mắt đều tràn đầy kinh hãi. Đây là một cổ đến từ huyết mạch chấn áp. Triệt triệt để chấn áp. Mà vực sâu bên trên, vậy ái mộ nham thạch nóng chảy đỉnh đen tựa như bị một cổ lực lượng thần bí đụng chạm. Sau đó, trực tiếp hướng vực sâu đi. Viêm thiên long thần sắc mặt đại biến, mới vừa muốn thu hồi đỉnh đen, nhưng phát hiện hắn lực lượng, căn bản đoạt không trở về. Cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu chính là, hắn cảm nhận được một cổ đến từ linh hồn uy hiếp. Ngay tại dưới vực sâu. Chẳng lẽ là đầu kia huyết long? Đỉnh đen biến mất, vậy mười mấy vị mang một chút long khí trưởng lão rối rít khạc ra một ngụm máu tươi. Bọn họ sắc mặt trắng bệch liền mấy phần, hơi thở vậy suy thoái. Tất cả mọi người đều nhìn về phía viêm thiên long thần, nói, long thần tiền bối, tiếp theo. Nên làm cái gì? Viêm thiên long thần con người đông lại một cái, lửa giận cháy, từ trước mắt tới xem, máu kia long tựa hồ còn không cách nào lao ra cái này vực sâu cấm chế. Đây cũng là chúng ta cơ hội. Nếu hắn như vậy chi cuồng, vậy chúng ta sẽ để cho hắn cảm thụ bỗng chốc, vì sao là thiên đạo giết cướp. Bày trận. Cùng lúc đó, cửu thiên thần long điện và đệ nhất thần quốc tiếp giáp chỗ. Quật diệp chi địa. Trận chung kết trận thứ ba rất nhanh kết thúc, tứ cường theo thứ tự là Diệp Thần, Diệp Lăng Thiên, Diệp Thăng và Diệp Nghê Thường. Diệp Thăng ngược lại cũng coi là cái thiên tài, hỗn độn cảnh tầng 8 thiên tu vi, nhưng tuyệt đối có hỗn độn cảnh đỉnh cấp chiến lực, hơn nữa mấy trận thi đấu xuống, hắn không có bộc lộ ra bài tẩy gì. Diệp Nghê Thường mấy cuộc tỉ thí biểu hiện cũng không hết sức tươi đẹp chỗ, để cho người không nhìn ra sâu cạn. Dựa theo quy tắc, 4 người chia 2 tổ. Hai cả hai chiến, người thắng trận lại đánh một tràng, quyết ra hạng nhất hạng nhì, người thua đối chiến, quyết ra hạng ba, trước đây ba người, đem tiến hành vòng kế tiếp huyết mạch khảo sát, dựa theo huyết mạch trình độ đậm đà cùng với thiên phú tư chất cùng tổng hợp cân nhắc, chọn lựa một vị ghế thủ lãnh. Nhưng để cho nhiều người ngoài ý người bình thường chính là, lúc này Diệp Thần đứng dậy. Trên người ta còn có một chút tổn thương,
chủ động bỏ quyền, mặt sau này hai trận thi đấu cũng không cần đánh. Diệp Thần trong mắt bình tĩnh, tựa như đối với hết thảy các thứ này không quan tâm chút nào. Luân hồi huyết mạch có thể không cần phải khảo sát. Nếu như bại lộ thân phận, vậy hắn cố gắng trước đó đều uổng phí. Mọi người ngẩn ra, trọng tài và mấy vị Diệp gia các cao tầng không làm chủ được, chỉ có thể nhìn về phía ba vị Diệp gia lão tổ. Mà một mực chú ý nơi này ba vị Diệp gia lão tổ thương nghị sau này, truyền xuống một cái có thể chữ. Huyết mạch khảo sát an bài thời gian ở ngày thứ hai rạng sáng, tỉ thí đến đây kết thúc, mọi người tản đi. Nhưng chiều nay, đối với Diệp gia ba mạch tuyệt đại đa số người mà nói, nhất định là cái đêm không ngủ. Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên hai người có tên đầu rất nhanh ở Diệp gia truyền khắp, lần này tổ tự vừa mới bắt đầu, đã có mưa núi sắp tới cảm giác. Đêm đến, có người gõ vang lên Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên hai người cửa phòng. Vị này là người quen cũ, chính là hắn mang hai người tiến vào Linh Lung Bảo Tháp, cái này chỗ ở, cũng là người này an bài. Hai vị sư chất, trước có chút tiếp đó không được chu đáo xin đừng trách, lấy ngài hai vị hiện tại ở Diệp gia thân phận địa vị, ở nơi này nữa có chút không ổn, phía trên đã quan chiếu xuống, cho hai vị đổi cái địa phương nghỉ ngơi. Vị trưởng lão này đối mặt Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên hai người, thái độ khác hẳn, giọng cung kính. Diệp Thần hơi làm suy nghĩ liền rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Tổ tự sắp tới, ngoại địch tùy thời đều có thể xuất hiện dưới tình huống, những cái kia Diệp gia cao tầng lại còn có tâm tư cố ý chiếu cố bọn họ vấn đề đãi ngộ. Cái này là nhờ từ, trên thực tế, nhất định là Diệp gia các cao tầng đối với hai người không yên tâm, cái này đổi chỗ, vì dễ dàng hơn dám thị bọn họ, như có bất trắc xuất hiện, cũng tốt kịp thời ứng biến. Đối với lần này Diệp Thần lơ đễnh, như bọn họ kiên trì, người Diệp gia cũng không dám cưỡng cầu. Diệp Thần gật đầu đáp ứng, trưởng lão kia đem bọn họ dẫn tới Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ 7. Cái này Linh Lung Bảo Tháp càng đi lên, thì càng trọng yếu nơi hạch tâm, hơn nữa Bảo Tháp trận pháp uy năng liền càng mạnh mẽ. Tầng thứ 7, là Diệp gia các cao tầng ở chi địa, tuyệt đại đa số đều là hỗn độn cảnh bên trên thậm chí còn thiên thần cảnh trên cường giả. Nghênh đón Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên hai người, là từng đạo ánh mắt dò xét. Hai người mới vừa gia nhập an bài cho bọn hắn một cái nhà đền, có người liền tìm tới cửa, chính là Diệp Nghê Thường. Lần này, Diệp Nghê Thường ngược lại là mặc khá là hấp dẫn. Xương quai xanh lộ ra, trước ngực một chút trắng như tuyết như ẩn như hiện. Ngược lại để cho người mơ tưởng viễn vong. Bất quá Diệp Lăng Thiên con người ngay tức thì ngưng trọng, nhìn một cái Diệp Thần, gặp Diệp Thần gật đầu. Liền nói, Nghê Thường cô nương, mời vào. Diệp Nghê Thường khẽ mỉm cười, vào ngồi, mắt đẹp như nước, trực tiếp đối với Diệp Thần hỏi, Diệp công tử, người chủ động bỏ quyền, đối với bài tiệc vị một chút cũng không thèm để ý sao. Phải biết, lần này tổ tự và trước kia có thể không giống nhau, chỉ cần được ghế thủ lãnh vị, cho dù là cuối cùng bí cảnh thực tập thất bại, ghế thủ lãnh cũng có thể được như nhau tổ tiên lưu lại chí bảo. Cái đề tài này, thành công khơi dậy Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên hứng thú. Hai người đối với Diệp gia tổ tự biết rõ thật ra thì không nhiều, Diệp Lăng Thiên được tổ tiên truyền thừa, đối với có liên quan Diệp gia hạch tâm bí mật ngược lại liền hiểu rõ, đối với tổ tự mục đích cuối cùng cũng biết. Nhưng cái này tổ tự cụ thể quy trình chính là Diệp gia ba đại mạch sở định hạ, trong này chú trọng, Diệp Lăng Thiên cũng không biết. Đây cũng là Diệp Thần trước thuộc ý Diệp Lăng Thiên không bài xích Diệp Nghê Thường cố ý tới gần nguyên nhân, hỏi thăm tình báo. Này nhé! Huyết mạch khảo sát sau đó, ghế thủ lãnh đem lấy được máu phách phong thần châu, cái này kiện chí bảo tạm thời nắm trong tay quyền, tổ tự thành công, cái này kiện chí bảo tự biết nhận chủ, nếu không phải thành công, vì ứng đối sau chuyện này Diệp ra đại kiếp, nắm trong tay này chí bảo ghế thủ lãnh, đem có thể lấy được một lần vận may lớn. Như đối mặt toàn tộc diệt tuyệt cuối cùng, có cái này kiện chí bảo bảo vệ tánh mạng, trốn qua một kiếp này tỷ lệ vậy sẽ gia tăng thật lớn. Diệp Nghê Thường nói liên tục, lại là một chút cũng không giấu, và Diệp Thần, Diệp Lăng Thiên hai người chia sẻ tin tức. Diệp Lăng Thiên nhất thời thần sắc khác thường, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kích động nói, thật sự là máu phách phong thần châu. Bảo này nghe nói thất truyền đã lâu, thậm chí có tin đồn, tổ tiên chết lúc đó, bảo này vậy phá hủy. Diệp gia là làm sao tìm được nó. Tổ tiên cho Diệp Lăng Thiên lưu lại truyền thừa trong trí nhớ,
đúng là có cái này máu phách phong thần châu tồn tại, đây là một kiện vượt qua cổ khí chí bảo. Là ta sư tôn tìm được, Diệp Nghê Thường mắt đẹp một chuyển, cười nói. Theo nàng theo như lời, hơn 10.000 năm trước, lúc ấy vẫn là Diệp gia đời thứ hai cao tầng Diệp Tuyết Tình, nguyên nhân chính là tìm về liền máu phách phong thần châu cái này kiện chí bảo lưu lại đồ sộ công lao lớn, lúc này mới ở trong gia tộc tạo uy vọng, sau đó từng bước chấp trưởng nhất mạch, cuối cùng trở thành ba đại lão tổ một trong. Huyết phách đoạt hồn châu, tương truyền vật này lấy thần quốc lòng đất lực lượng tế luyện mà thành, này châu là sinh mạng quy luật hiển hóa, hàm chứa vô tận sinh mạng ý, càng đến gần luân hồi lực. Nắm trong tay vật này người tu luyện, liền tương đương với nắm giữ một đạo kinh thiên lá bài tẩy, thậm chí có thể có được vô cùng tuổi thọ hỏa khí máu. Này chí bảo xuất từ luân hồi chi chủ dưới cờ ghế thủ lãnh luyện khí sư tay, luyện chế lúc liền để lại cấm chế và thủ đoạn đặc biệt, chỉ có Diệp gia huyết mạch người phương có cơ hội để cho nó nhận chủ, phương có thể sử dụng. Theo Diệp Nghê Thường nói, này chí bảo đem quy về lần này tổ tự chọn lựa ghế thủ lãnh tay, đây đối với tất cả Diệp gia con em mà nói, đều là cái cực lớn cám dỗ, liền liền Diệp thần đều động tâm. Luân hồi lực đáng sợ, hắn là biết. Mà lực lượng này lại đến gần luân hồi lực. Nếu là có vật này, hắn thực lực có thể lên thăng một tầng. Điện chủ, ta có thâm uyên đoạn tội thương cái này kiện chí bảo đủ rồi, như có thể được bài tiệc vị, vậy huyết phách đoạt hồn châu ta nhất định dâng lên. Diệp Lăng Thiên đối với Diệp thần truyền âm nói. Diệp thần không nói gì, này chí bảo bất kể là Diệp Lăng Thiên dùng, vẫn là thuộc về hắn, cái này không có gì tốt so đo, nhưng đối với máu này phách đoạt hồn châu, Diệp thần là thế ở tất được, không thể để cho Diệp Thăng hoặc là Diệp Nghê Thường lượm tiện nghi. Diệp Thăng ngang ngược, Diệp Nghê Thường tâm tư khó lường, Diệp thần đối với hắn hai người cũng không tín nhiệm, chấn hưng Diệp ra trách nhiệm nặng nề, chỉ có Diệp Lăng Thiên mới có năng lực đảm nhận. Lăng Thiên sư huynh, người cùng vị này Diệp công tử, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Diệp Nghê Thường bỗng nhiên lại hỏi ra một cái vấn đề. Diệp Lăng Thiên kinh ngạc, chẳng lẽ bị nàng đã nhìn ra? Diệp thần cười mỉa, thật sâu nhìn một cái Diệp Nghê Thường, không có làm đáp lại. Cô gái này chi thông minh thật là ít gặp, nàng trước chỉ là lấy lòng, nhưng tối nay đến chỗ này viếng thăm, lời nói gian có nhiều dò xét. Chủ động nói tới huyết phách đoạt hồn châu chí bảo, nhất định là có sâu hơn dụng ý. Gặp Diệp thần biểu lộ như vậy, Diệp Nghê Thường lại nhìn mắt Diệp Lăng Thiên, chỉ gặp Diệp Lăng Thiên cũng là thần sắc lãnh đạm, nàng che miệng cười duyên mấy tiếng hóa giải lúng túng. Hai vị sư huynh, thời điểm đã không còn sớm, ta vậy thì cáo từ. Làm cửa phòng đóng lại nháy mắt, Diệp Nghê Thường lộ ra một đạo nghiền ngẫm nụ cười, thú vị hai người, sợ rằng cái này Diệp thần sau lưng có lai lịch lớn. Quật Diệp chi địa quanh năm hỗn độn u ám, không có bốn mùa ngày đêm biến hóa, nhưng linh lung bảo tháp tự thành không gian, phương pháp này bảo mô phỏng ngày tháng vận chuyển, thiên tượng thay đổi, khá là thần dị. Sáng sớm ngày thứ hai, minh tiếng chuông vang sau đó, Diệp ra các đệ tử hoặc là chủ động, hoặc bị chỉ dẫn đi tới bảo tháp tầng thứ nhất. Hai vị hỗn độn cảnh đỉnh cấp Diệp gia cường giả cùng ở Diệp thần và Diệp Lăng Thiên bên người, vừa là đề phòng có mắt không mở Diệp gia hậu bối đến tìm hai người phiền toái, cũng vì đề phòng hai người chủ động gây chuyện thị phi. Tóm lại, Diệp gia đối đãi Diệp thần và Diệp Lăng Thiên hai người thái độ rất vi diệu. Linh lung bảo tháp tầng thứ nhất và những tầng lầu khác phong cách khác hẳn, một tòa chu vi trăm trượng lớn nhỏ dáng vóc to tế đàn sừng sững ở chính giữa, vây quanh tế đàn kiến trúc là tất cả loại pho tượng. Hình người pho tượng, đao thương kiếm kích nhóm vũ khí pho tượng, thậm chí còn có nguy nga sơn xuyên, lưu động nước sông cùng tự nhiên chi cảnh. Nơi này tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức tang thương, Diệp gia người tiến vào trong đó sau đó, thần sắc đổi được nghiêm túc. Tầng thứ nhất là linh lung bảo tháp trận pháp chi cơ, nơi này tế đàn, là Diệp gia tổ tiên mà đào tạo, Diệp gia hậu bối mấy ngàn năm qua, không khỏi mơ ước có một ngày như vậy. Tổ tiên chi hồn ở trên tế đàn sống lại. Tế đàn dưới, một nơi bia đá trước, Diệp gia con em ở chỗ này tụ tập. Quần hồn bia, bảo này không có phẩm chất không cấp, tác dụng duy nhất chính là dùng để kiểm tra Diệp gia huyết mạch trình độ đậm đà, cùng với Diệp gia con em tổng hợp tiềm lực. Vật này cũng là xuất từ Diệp gia tổ tiên tay, tuy không pháp dùng để tác chiến, nhưng đối với Diệp gia mà nói, đây là có thể so với chí bảo bảo vật. Diệp gia ba vị lão tổ đi tuốt đàng trước,
ở trước tế đàn ba quỷ chín gõ, nhớ tới khấn cầu cúng tế sử dụng chú văn, rất có nghi thức cảm. Rườm rà lễ quy kéo dài ước chừng 2 tiếng, huyết mạch khảo sát lúc này mới bắt đầu. Diệp Lăng Thiên, Diệp Thăng và Diệp Nghê Thường ba vị này thi đấu trước ba người theo thứ tự tiến lên, tay đè ở uẩn hồn trên bia, hai đạo ánh sáng trụ một trái một phải cơ hồ đồng thời rơi xuống. Cột ánh sáng màu sắc dựa theo đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm và tím theo thứ tự tăng lên. Huyết mạch chi trụ có thể kích thích ra ánh sáng người, ý tứ là trước trong cơ thể có Diệp gia huyết mạch, nhưng rất yếu ớt, tầng cao nhất màu tím, vậy chỉ có Diệp gia tổ tiên trực hệ đích mạch mới có. Khác một cây tiềm lực chi trụ, thì là dựa theo khảo sát người tuổi tác, tu vi, chiến lực và nội tình cùng tổng hợp mà nói chi, màu đỏ là nhất loại kém lần, màu tím là nhất cao. Diệp Thăng người thứ nhất lên trước, hắn khảo nghiệm thành tích là, một xanh lơ, một lục. Nói cách khác, huyết mạch hắn trình độ đậm đà là xanh lơ, tiềm lực là lục cấp. Cái thứ hai tiếp nhận khảo nghiệm, là Diệp Nghê Thường, cô gái này thành tích khảo nghiệm có thể nói bỗng nhiên nổi tiếng, để cho mấy vị Diệp gia lão tổ cũng vừa mừng vừa sợ. Một lục, một xanh. Huyết mạch trình độ đậm đà chỉ so với Diệp Thăng thấp một cấp bậc, nhưng tiềm lực, so với Diệp Thăng cao thượng hai tầng thứ. Làm uẩn hồn trên bia hai đạo ánh sáng trụ tách ra sáng lên lúc đó, Diệp Thăng sắc mặt nhất thời đổi được tái mét một phiến. Nhưng lúc này chú ý hắn ánh mắt cũng rất thiếu, bởi vì cái cuối cùng ra sân Diệp Lăng Thiên, mới là mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Luận chiến lực, Diệp gia trẻ tuổi trong đồng lứa rất ít có người là hắn đối thủ, hiện tại một ít có khác để tâm người chỉ có thể gửi hy vọng vào. Diệp Lăng Thiên huyết mạch trình độ đậm đà không cao, như vậy mới có mượn cớ ngăn cản hắn trở thành ghế thủ lãnh. Diệp Lăng Thiên con người đông lại một cái, nhìn một cái sau lưng Diệp Thần. Diệp Thần lộ ra một đạo nụ cười, khẽ gật đầu. Ở hắn xem ra, Diệp Lăng Thiên thành tích tuyệt đối không kém. Hoang cổ thần mạch coi như là Diệp gia huyết mạch một trong. Hơn nữa còn là đứng sau luân hồi huyết mạch tồn tại. Làm sao có thể yếu? Này nhé! Bất quá, Diệp Thần cũng là tò mò Diệp Lăng Thiên thành tích. Diệp Lăng Thiên gặp Diệp Thần cho phép, quay đầu, con người tràn đầy kiên nghị. Hắn thành tựu luân hồi chi chủ tay trái tay phải, tuyệt đối không thể ở nơi này hãng nhất mất thể diện. Một bàn tay của hắn đặt ở uẩn hồn trên bia, khí huyết tràn vào bia bên trong, lập tức liền được một loại đặc thù lực lượng tặng lại, lực lượng kia di động hắn toàn thân. Sau đó, hai đạo cột sáng màu sắc sáng, ban đầu là màu đỏ, ngay sau đó rất nhanh quá độ là màu vàng, rồi sau đó, huyết mạch kia chi trụ màu sắc định cách là màu lam, thậm chí lau một cái ánh sáng màu tím thoáng qua. Khác một đạo cột sáng màu sắc thì trực tiếp thành hình, sắc đẹp, và Diệp Nghê Thường cùng một cấp bậc. Xanh tím, thuần màu tím. Cái này ý vị như thế nào? Diệp Lăng Thiên huyết mạch đậm đà chi trình độ, vượt xa mọi người. Thậm chí thẳng truy đuổi tổ tiên đích máu đời thứ ba, thậm chí vô cùng có thể, Diệp Lăng Thiên chính là tổ tiên hậu duệ trực hệ, chỉ là bởi vì cách hơn thay thế sau đó, huyết mạch lúc này mới có chút mỏng manh, nếu không cuối cùng vậy thoáng hiện lau một cái màu tím nên giải thích như thế nào. Tiềm lực càng không cần phải nói, màu tím chính là trong truyền thuyết cấp bậc, vậy được là có thể ở thiên phú lên và Diệp ra tổ tiên sánh vai người mới có thể xuất hiện cao nhất cấp bậc. Vạn năm khó khăn ra, chư thiên vạn giới hiếm có. Giờ khắc này, mọi người đều thử ra. Hô hấp cũng dồn dập. Diệp gia mọi người nổ tung nồi, không chỉ là hậu bối, liền những cái kia Diệp gia các cao tầng, cũng đều bàn luận sôi nổi. Cái này Diệp Lăng Thiên, rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Cái này thật đúng là, cường đại đến để cho người tuyệt vọng à. Chẳng lẽ ghế thủ lãnh vị ngoài hắn còn ai liền sao? Diệp Thăng sư huynh và Nghê Thường sư tỷ cũng không sánh bằng hắn, chúng ta nên làm gì? Diệp gia bọn hậu bối có nhiều không cam lòng, trưởng lão cùng các cao tầng lại là lẫn nhau truyền âm, không biết như thế nào cho phải. Uẩn hồn bia kiểm tra không sai được, người này nhất định là chúng ta người của Diệp gia, hơn nữa còn là tổ tiên ruột thịt hậu duệ, chỉ là. Hắn cũng không phải là xuất từ ba đại mạch, đối với chúng ta Diệp gia cảm giác thuộc về không mạnh. Vạn nhất mang trong lòng không thể dò được, chúng ta coi như toàn bộ tất cả thua. Không sai, Diệp gia ghế thủ lãnh chỉ có thể từ chúng ta ba tông bên trong sinh ra, trị giá này đặc biệt thời cơ, chúng ta được người thường chuyện.
cho dù Diệp Lăng Thiên khảo nghiệm kết quả nghiền ép Diệp gia tất cả hậu bối, hắn xuất thân, để cho Diệp gia đối với hắn không cách nào sinh ra đồng ý cảm giác. Diệp gia cố nhiên còn sót lại, nhưng cái này bây giờ nhưng là xen lẫn lợi ích. Địa phương có người, thì có giang hồ. Huống chi, những thứ này bởi vì và luân hồi chi chủ có liên quan, trời xanh cao ngạo tồn tại. Bọn họ không cho phép mình lợi ích bị người khác dính. Nhất là bọn họ không cách nào nắm trong tay người. Ba vị Diệp gia lão tổ cũng ở đây thương nghị đối sách, cái kết quả này, bọn họ sớm đã có nơi dự liệu, làm xong chuẩn bị tâm tư, nhưng... Huyết phách đoạt hồn châu, không thể giao cho hắn. Thiên đạo cung đã sớm rình rập ở bên, nói không chừng hiện tại đã phong tỏa Linh Lung bảo tháp, tai họa ngập đầu tùy thời cũng sẽ hạ xuống, há có thể lãng phí một cách vô ích vậy cùng chí bảo. Diệp Tử Canh lão tổ thái độ rõ nét, trực tiếp nói. Diệp Tử Minh nhưng là khó khăn, phải trái rõ ràng lên, hắn tổng sẽ băn khoăn trùng trùng, có tư lợi, cũng có là toàn cục băn khoăn tâm tư, để cho hắn lộ vẻ được có chút không quả quyết. Tuyết Tình sư muội, huyết phách đoạt hồn châu là ngươi mang về Diệp gia, có liên quan vật này, ngươi ý kiến rất trọng yếu, theo ngươi ý kiến, muốn không muốn hiện tại liền cho hắn. Diệp Tử Minh hỏi hướng một bên bà lão Diệp Tuyết Tình. Cho hắn đi, tổ tự thành công hay không, người này có lẽ sẽ đưa đến quyết định tính tác dụng, chớ có bởi vì nhỏ mất lớn mới được. Diệp Tuyết Tình suy nghĩ sâu xa hồi lâu, mới lên tiếng. Diệp Tử Minh gật đầu, truyền âm cho một bên Diệp gia các cao tầng, Diệp Tử Canh sắc mặt âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Một vị nửa bước thiên thần cảnh Diệp gia cao tầng vượt qua đám người ra, đi tới Diệp Lăng Thiên, Diệp Thăng và Diệp Nghê Thường ba trước mặt người. Trong ba người, Diệp Thăng một mặt thất hồn lạc phách, Diệp Nghê Thường tuy có thể từ trên thần sắc nhìn ra chút thất lạc, nhưng tâm trạng coi như ổn định, vẫn cùng Diệp Lăng Thiên cười nói. Ba vị lão tổ chủ ý đã định, hiện tại ta tuyên bố, Diệp gia đệ tam đại ghế thủ lãnh là. Nói tới chỗ này, vị trưởng lão này cố ý dừng lại mấy tức, sau đó nói ra cái tên đó. Diệp Lăng Thiên, oanh, tế đàn chu vi trước người Diệp gia nhất thời xôn xao. Diệp Thăng lại là lảo đảo thụt lùi mấy sải bước, tuy rõ ràng thực lực không bằng người, tiềm lực vậy không bằng đối phương, nhưng vẫn là Diệp gia thiên chi kiêu tử hắn, đối mặt như vậy thất bại, vẫn là không tiếp thụ nổi. Không, không được, hắn không thể trở thành ghế thủ lãnh, ta kiên quyết phản đối. Diệp Thăng thất thố, giống to lên tiếng. Có hắn kéo theo, hắn dưới quyền người theo đuổi cửa nhất thời cũng lớn kêu, cái khác hai mạch Diệp gia hậu bối cũng đều lên tiếng, quần tình sục sôi. Tuyệt không thể để cho từ bên ngoài đến người, nắm trong tay ghế thủ lãnh vị. Người này đến từ thấp võ vị diện, chúng ta căn bản không biết rõ, vạn nhất và thiên đạo cung có liên quan. Vậy làm sao bây giờ? Diệp thần thấy một màn này, lộ ra cười nhạt vẻ. Chỉ bằng những mặt hàng này, Diệp gia làm sao có thể địch nổi thiên đạo cung? Thường nói sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, huống chi tùy thời cũng có thể hạ xuống tai họa ngập đầu Diệp gia. Làm Diệp gia tổ tiên còn để lại nội tình bị tiêu hao hầu như không còn, Diệp gia hậu bối một đời không bằng một đời lúc đó, chờ đợi bọn họ, sẽ là tiêu diệt. Hơn nữa, sẽ không lại có cho tàn lại cháy. Ngay tại lúc này, một đạo mênh mông khí tức kinh khủng cuốn sạch toàn trường, Diệp Tử Minh thanh âm vang lên, tế đàn bên, đừng om sòm. Quấy rối tổ tiên chi linh, người cùng thẹn với liệt tổ liệt tông. Cái tội danh này lớn đến làm người ta không chịu nổi, rất nhanh, người sở hữu đều an tĩnh lại. Diệp Thăng, người có lý do gì phản đối? Diệp Tử Minh lại hỏi nói. Diệp Thăng là hắn hậu bối, chú cháu huyết mạch quan hệ, còn có thầy cho tình cảm, đối với hắn. Diệp Tử Minh ký thác kỳ vọng rất lớn, hơn nữa phát ra từ nội tâm yêu thích, gặp Diệp Thăng mở miệng, Diệp Tử Minh lúc này ra mặt, thực thì có tư lợi. Ta, Diệp Thăng há mồm muốn nói, lời đến khóe miệng nhưng kẹt, một ít lời muốn nói, lúc này là tuyệt đối không thể công khai nói ra. Nghi ngờ Diệp Lăng Thiên huyết mạch, không phục hắn thực lực, những thứ này đều là uổng công. Bỗng nhiên, Diệp Thăng nghĩ tới một người khác, ánh mắt sáng lên. Ngón tay điểm hướng một bên Diệp Thần. Lão tổ, người này là theo Diệp Lăng Thiên cùng đi, ta hoài nghi hắn là thiên đạo cung gian tế, hắn có vấn đề, như vậy Diệp Lăng Thiên vậy không trốn thoát liên quan, không thể để cho hắn trở thành Diệp gia ghế thủ lãnh, nếu không đại họa buông xuống à.
Diệp Tử Minh cau mày, Diệp Thần có vấn đề một điểm này ba vị lão tổ đã công nhận, nhưng từ kiêng kỵ, hắn tạm thời còn không muốn động hắn, đang muốn mở miệng bài xích Diệp Thăng lúc đó, bỗng nhiên một vị khác lão tổ lên tiếng. Có gì chứng cớ? Giúp đỡ Diệp Lăng Thiên trở thành ghế thủ lãnh, cầm huyết phách đoạt hồn châu giao cho hắn Diệp Tuyết Tình như vậy thái độ, để cho Diệp Tử Minh kinh ngạc. Thi đấu lúc đó, Diệp Thần chủ động bỏ quyền, hắn khẳng định trong lòng có quỷ, không dám tiếp nhận huyết mạch khảo sát. Diệp Thăng lời nói chuẩn xác nói. Lời này, nhất thời để cho rất nhiều người sinh ra đồng ý cảm giác, bởi vì như đổi lại là bọn họ, lúc ấy đã tiến vào tứ cường, làm sao cũng sẽ không chọn bỏ quyền. Nếu nói là Diệp Thần là sáng suốt nhận vì mình cũng không phải là ba người khác đối thủ, lý do này vậy không đứng vững, bởi vì Diệp Thần nhưng mà chính diện đánh bại Diệp Đàm Trúc. Diệp Thần không nghĩ tới, lại sẽ xuất hiện như vậy trắc trở, êm đẹp, làm sao liền kéo đến trên người hắn. Mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Thần. Tức giận, hoài nghi, không vui. Nếu như nói ánh mắt có thể hóa kiếm, vậy Diệp Thần đã sớm thiên sang bách khổng. Diệp Thần, người đi tiếp thu huyết mạch khảo sát, nghiệm chứng thân phận đi. Diệp Tuyết Tình nói. Diệp Tử Minh nhất thời rõ ràng, Diệp Tuyết Tình mục đích thực sự thì ra là như vậy. Nhưng hắn sau khi tự định giá, còn có chút không đoán ra Diệp Tuyết Tình tâm tư. Trước Diệp Tử Canh nghi ngờ qua Diệp Thần thân phận, Diệp Tuyết Tình lại nói yên lặng theo dõi kỳ biến, hiện tại lại ra mặt, muốn Diệp Thần cũng đi ẩn hồn bia đi về phía trước lần trước gặp. Như Diệp Thần thật không có Diệp gia huyết mạch, Diệp Tuyết Tình trước sau mục đích há chẳng phải là tự tương mâu thuẫn. Diệp Thần bình tĩnh lạnh nhạt và Diệp Tuyết Tình đối mặt mấy tức, sau đó phi thân nhảy lên, rơi vào ẩn hồn bia trước. Không tránh được. Hắn thần thức tiến vào luân hồi mộ địa bên trong, đối với thương cổ y thần nói, lão thương, người đối với cái này ẩn hồn bia hiểu rõ không? Ta luân hồi huyết mạch sẽ bị kiểm tra ra sao? Lão thương rơi vào trầm tư, mấy giây sau đó mới ngẩng đầu lên, ngươi hiện tại chỉ bất quá kích hoạt Lăng Phong thần mạch và Xích Trần thần mạch, không hề coi là có hoàn chỉnh luân hồi huyết mạch, hẳn không ngại. Bất quá cái này ẩn hồn bia có chút đặc thù, ta cũng không cách nào xác định. Nếu như ngươi chân thực lo lắng, ngươi thành tựu luân hồi chi chủ, miễn cưỡng vận dụng một chút lực lượng, ngược lại là có thể khống chế này bia. Diệp Thần hơi yên tâm mấy phần. Ánh mắt nhìn lướt qua vị kia thiên thần cảnh Diệp Tuyết Tình, thầm nghĩ, Diệp Tuyết Tình, Diệp Nghê Thường. Đây đối với thầy trò đánh cái gì chú ý? Hoài nghi, dò xét. Có lẽ, Thiên Đạo Cung đã chú ý tới ta tồn tại. Diệp Thần không do dự nữa, bàn tay dính vào ẩn hồn trên bia, đi vào trong truyền vào một món khí huyết trước. Hắn nghĩ tới lão thương lời nói, phòng ngừa xuất hiện bất ngờ, hắn vận dụng luân hồi huyết mạch một chút lực lượng. Đỏ, cam. Vàng, lục, lam, tràm và tím, ánh sáng bảy màu mang tiếp liền lóe lên, màu sắc biến ảo, phập phồng không chừng. Mọi người hô hấp cũng dồn dập. Chẳng lẽ cái này Diệp Thần huyết mạch và tiềm lực cũng đạt tới này bia kiểm chắc cực hạn? Nếu không làm sao sẽ xuất hiện bảy đạo quang mang lóe lên à? Dù là luân hồi chi chủ đích thân tới vậy không thể nào làm được à? Diệp Thần con người có giúp một cái. Hắn thậm chí cảm nhận được cái này ẩn hồn bia tựa hồ không chịu nổi hắn lực lượng, muốn vỡ vụn. Nói cách khác cái này ẩn hồn bia căn bản không cách nào kiểm tra ra mình cực hạn. Bất kể là huyết mạch vẫn là tiềm lực. Cũng đúng. Luân hồi chi chủ là Diệp gia chân chính cấm kỵ. Chính là ẩn hồn bia có cái gì tư cách kiểm tra. Diệp Thần tâm thần ngưng một, rót vào huyết mạch lực, ngay tức thì cảm giác và ẩn hồn bia thu được liên lạc. Đã như vậy, hắn liền có thể khống chế. Tất cả mọi người tại chỗ cũng hoảng hốt, ngay tại bọn họ lấy làm cho này cái thần bí Diệp Thần muốn sáng tạo kỳ tích lúc đó, dị biến nổi lên. Hai đạo ánh sáng trụ ánh sáng đồng thời ảm đạm xuống, cuối cùng không liền động tĩnh. Cái này, đây coi là cái gì? Có thể dẫn động huyết mạch chùm tia sáng, nhưng lại không có định cấp. Hắn rốt cuộc có hay không Diệp ra huyết mạch? Loại chuyện này... thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, chẳng lẽ ẩn hồn bia hư? Mấy vị Diệp gia lão tổ cũng là rất cao mày. Huyết mạch chi chủ cuối cùng không liền màu sắc thì thôi, liền vậy tiềm lực chi chủ vậy xuất hiện cái này loại dị thường, để cho bọn họ suy nghĩ mãi không xong. Diệp Thăng thấy một màn này, nhưng là mừng như điên, hắn chỉ đã không còn động tính ẩn hồn bia,
la lớn, hắn không có Diệp gia huyết mạch, nhìn thấy không, các ngươi đều thấy được đi. Hắn là gian tế, là thiên đạo cung người, còn có vậy Diệp Lăng Thiên, cấu kết kẻ địch, là Diệp gia kẻ gian bên trong, lại là đáng hận. Diệp thần nhưng là lắc đầu một cái, vậy Diệp Tử Minh lại đào tạo được loại hóa sắc này học trò, thật là mắt bị mù. Quân tình công phẫn, nghi ngờ Diệp thần và Diệp Lăng Thiên người càng ngày càng nhiều, thậm chí có mấy vị Diệp gia cao tầng tỉnh bơ gian phân biệt vây hai người. Lúc này, Diệp thần bàn tay lần nữa dính vào uẩn hồn trên bia. Mới vừa rồi hắn bất quá là thử mình một chút đối với uẩn hồn bia khống chế. Hiện tại quen thuộc, hắn tự nhiên có thể tùy ý khống chế kết quả. Một giây kế tiếp, hai đạo ánh sáng trụ sáng lên, hai loại màu sắc xuất hiện. Một vàng, một tím. Huyết mạch trình độ đậm đà là tầng thứ ba, đây là phần lớn Diệp gia con em huyết mạch cấp bậc, bình thường, cũng không xuất chúng, nhưng vậy đủ để chứng minh Diệp gia con em thân phận. Tiềm lực cấp bậc là thứ sáu cấp, và Diệp Lăng Thiên cùng một cấp bậc, loại tiềm lực này, mặc dù làm người ta hâm mộ ghen tị, nhưng cũng ở đây tình lý bên trong, thi đấu lúc Diệp thần bại lộ thực lực làm cho không người nào từ hoài nghi. Giờ phút này, Diệp Thăng mặt dữ tợn bàng hoàn toàn hóa là kinh hãi. Hắn thậm chí không biết nên nói cái gì. Bởi vì, uẩn hồn bia không thể nào gạt người. Diệp Thăng hôm nay tâm tình phập phồng hỗn loạn, mắt gặp đem Diệp Lăng Thiên đánh vào vực sâu vạn trượng cơ hội đã xuất hiện, ghế thủ lãnh vị hắn rất có thể đạt được, nhưng Diệp thần nhưng dùng sự thật đem hắn đánh mặt. Diệp Thăng mặt mũi dữ tợn, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, rất nhiều người né tránh hắn ánh mắt, còn có người đối với hắn lộ ra cười nhạt, giễu cợt. Phốc suy. Càng nghĩ càng giận dưới, khí huyết dâng trào, Diệp Thăng bỗng nhiên miệng phun máu tươi, hơi thở rơi xuống. Rất hiển nhiên, cái này biến thành hắn tâm ma, đối với hắn võ đạo căn cơ đều có ảnh hưởng. Con đường võ đạo, rất nhiều đều là ở thời gian vừa niệm. Hôm nay, hắn Diệp Thăng như tên hề nhảy nhót vậy, ở Diệp gia trong hậu bối, uy nghiêm của hắn và mặt mũi, cũng lớn lớn bị tổn thương. Diệp thần và Diệp Lăng Thiên đến. Để cho Diệp gia trên dưới cũng cảm nhận được uy hiếp, một ngày bây giờ, Diệp Đàm Trúc và Diệp Thăng hai vị nhân vật thiên tài gãy kích trầm xa, lúc này náo nhiệt lại nữa. Diệp Tử Minh thở dài, phất phất tay, hai người tiến lên, cầm Diệp Thăng mang đi. Càng cao cấp tu giả, càng cần một cái tương đối cường đại tâm tính, nếu không, cho dù mạnh mẽ đi nữa, vậy dễ dàng bị người bắt tâm tính lên sơ hở mà chiến bại. Như Diệp Thăng như vậy. Tâm tính không yên không khống chế được ba động tâm tình, thậm chí bị tức hộc máu, nghiêm trọng người, đạo tâm cũng sẽ bị tổn thương. Ba đại mạch ba cái hạt giống thiên tài, Diệp Đàm Trúc bại với Diệp Thần trong tay, Diệp Thăng mặc dù chưa bại một lần, nhưng lại bị Diệp Lăng Thiên cùng Diệp Thần vô hình trọng thương, cùng chiến bại cũng không dị. Như vậy thứ nhất, có thể có tư cách cạnh tranh ghế thủ lãnh vị, vậy cũng chỉ còn lại có Diệp Lăng Thiên và Diệp Nghê Thường. Nhưng vô luận là huyết mạch tiềm lực cùng độ dày, vẫn là bản thân thực lực, Diệp Lăng Thiên cũng hoàn toàn nghiền ép Diệp Nghê Thường, ghế đầu hoa rơi nhà, đã không cần lại hoài nghi. Thành tựu Linh Lung Bảo Tháp đương thời người điều khiển, cũng coi là Diệp gia cốt lõi nhất người nắm quyền một trong, thiên thần cảnh đại năng Diệp Tử Minh tại chỗ trọng thân quyết định. Lần này tổ tự ghế thủ lãnh đệ tử, là Diệp Lăng Thiên. Một lời rơi xuống, thần âm truyền khắp cả tòa Linh Lung Bảo Tháp. Rất nhiều Diệp gia đệ tử rối rít lộ ra vẻ kinh dị. Không phải tất cả mọi người đều biết Diệp Lăng Thiên, dù là trước đó tỉ thí bên trong, Diệp Lăng Thiên đã cho thấy tuyệt đối thực lực cường đại. Rất nhiều người cho dù biết, cũng không coi trọng Diệp Lăng Thiên có thể lấy được ghế thủ lãnh vị, bởi vì hắn không phải thần quốc Diệp gia ba thế lực lớn ở giữa người, mà là từ thấp võ vị diện phi thăng đi lên dòng thứ mạch, giống như không có rễ lục bình như nhau. Là một cái ở bên trong tộc không có, bối cảnh, Diệp gia đệ tử. Này nhé! Không nghĩ tới phải, Diệp gia lão tổ, lại thật quyết định lựa chọn Diệp Lăng Thiên thành tựu tổ tự đệ tử ghế thủ lãnh, cái này thì rất là làm ngoài ý người bình thường. Phải biết, ghế thủ lãnh đệ tử nhưng mà sẽ lấy được gia tộc chí bảo, máu phách phong thần châu, tạm thời nắm quyền trong tay à. Đây chính là vượt qua cổ khí chí bảo, thừa tái, sinh mạng quy luật. Ẩn chứa vô thượng sinh mạng lực, nắm trong tay cái này kiện chí bảo, thì chẳng khác nào là nắm trong tay một đạo thần bí lực, lại là thu được vô cùng thọ nguyên cùng huyết khí. Thật chỉ như vậy giao cho một cái, người ngoại lai.
thẳng đến nắm giữ máu phách phong thần châu lão tổ Diệp Tuyết Tình đem cái này kiện chí bảo giao đến Diệp Lăng Thiên trên tay lúc đó, không ít người cũng còn giống như trong mộng. Bất quá, có Diệp Thăng bài học thất bại, lần này ngược lại là không có ai lại nhảy ra phản đối. Chỉ có số rất ít nhân tâm bên trong thư thái, dẫu sao Diệp gia đều đã đến tình cảnh này, còn để ý như vậy nhiều có gì hữu dụng đâu. Một khi lần này tổ tự không thành công, vạn năm một lần đại kiếp hạ xuống, trên đời tất cả địch Diệp gia, có thể hay không lại gìn giữ hạ huyết mạch truyền thừa, cũng còn là một ẩn số. Đã như vậy, vậy còn không như đụng một cái tới tốt. Linh Lung đỉnh tháp tầng, từ Diệp Tuyết Tình trong tay nhận lấy máu phách phong thần châu lúc đó, Diệp Lăng Thiên thần sắc cũng không nhiều ít kích động, ánh mắt mặc dù một mực rơi vào cái này kiện chí bảo lên, khá vậy chỉ là thưởng thức cùng tò mò. Ở hắn trong lòng, món đồ này, hắn chỉ là tạm thời thay điện chủ giữ. Nơi này hết thảy cũng hẳn thuộc về điện chủ. Chỉ tiếc, ở điện chủ không có hoàn toàn lớn lên trước, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Nho nhỏ một quả cổ châu, toàn thân như máu chui mài rũa, dịch thấu trong suốt. Quanh quần nhàn nhạt ánh nắng đỏ rực để cho nó thêm mấy phần ảo mộng sắc thái, dù là chỉ là như vậy xem một chút, vậy có thể cảm nhận được bên trong bộ ẩn chứa vô tận sinh mạng khí huyết. Cầm nó, liền tựa như có trường sinh. Tổ tự thời gian, nó liền do ngươi nắm trong tay, cực kỳ dữ, vật này quan hệ đến Diệp gia tương lai. Diệp Tuyết Tình sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Đệ tử từ làm nhớ kỹ. Diệp Lăng Thiên lòng bàn tay lộn một cái, liền đem máu phách phong thần châu thu vào, sau đó hai tay ôm quyền hướng Diệp Tuyết Tình thi lễ trả lời. Chỉnh đốn 3 ngày, 3 ngày sau, quyết tái 30 tên đệ tử, do Diệp Lăng Thiên dẫn, tiến vào quật Diệp chi địa chỗ sâu, chính thức mở tổ tự. Diệp Tự Minh cao giọng tuyên bố, vận dụng thần âm đạo uống, ầm ầm tiếng vang lần nữa truyền khắp toàn bộ Linh Lung bảo tháp, tất cả Diệp gia đệ tử đều nghe được. Tuyên cáo sau đó, mọi người chậm rãi tản đi, Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên vậy dự định trở lại mình chỗ ở, bất quá lúc này, Diệp Nghê Thường nhưng là đi tới. Cái này đẹp được có chút không giống cô gái, chân ngọc mại động bây giờ, thần tia vũ y nhẹ nhàng phiêu động, rất có xuất trần tiên dáng trần dung mạo. Chúc mừng Lăng Thiên sư huynh, trở thành tổ tự đệ tử ghế thủ lãnh, tổ tự một khi thành công, là được thu được ích lợi vô cùng. Nhẹ khéo léo thanh âm truyền tới, vậy môi đỏ mọng lửa cháy mạnh, mắt ngọc mày ngài, rất là chập chờn tim tinh. Ngươi cũng nói, cần tổ tự thành công, Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt nói. Sư huynh đối với lần này tổ tự không có lòng tin. Diệp Nghê Thường kinh ngạc. Diệp Lăng Thiên lắc đầu một cái, không có sự tình phát sinh. Ai cũng không nói rõ ràng, thà không có tự tin, còn không bằng chuẩn bị nhiều chút thủ đoạn, miễn được phát sinh bất ngờ sau ứng phó không kịp. Diệp Nghê Thường nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Nàng bỗng nhiên nhìn qua bên cạnh lặng lẽ Diệp Thần, hỏi, Diệp công tử, người đâu? Diệp Thần con người cực kỳ rửng rưng, cười nhỏ ta cái gì? Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh thôi. Diệp công tử lời này sợ là không đúng lắm, nếu như nghe thiên mệnh mà nói. Chúng ta Diệp gia chỉ sợ sớm đã mất đây. Diệp Nghê Thường mắt đẹp lưu chuyển thần hà, ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Thần, nàng cũng không tin Diệp Thần cái này chuyện qua loa lấy lệ chuyện hoang đường. Diệp Thần giễu cợt hạ, ta trong miệng thiên mệnh cũng không phải là thiên đạo cung coi là cái gì thiên mệnh. Ở quê nhà ta Hoa Hạ, có một cái từ ngữ kêu, nhân định thắng thiên. Lạc lạc, quả nhiên, ta cũng biết Diệp Thần sư huynh là người có đại khí phách. 3 ngày sau tổ tự, còn hy vọng hai vị sư huynh có thể hơn chiếu cố bỗng chốc tiểu muội đây. Diệp Nghê Thường môi đỏ mỏng nhẹ vung nụ cười, nhìn quanh rực rỡ nói. Lại không đề ra Nghê Thường tiểu thư sư tôn là Tuyết Tình lão tổ nhân vật như vậy, bản thân có hỗn độn cảnh 9 tầng trời thực lực. Một liền lấy cái này tiên tư thần cho, bên trong gia tộc trong hàng đệ tử sợ cũng có vô số hộ hoa sứ giả, còn cần hai chúng ta tới bảo vệ sao? Diệp Thần tự cười như không nói. Càng nhiều càng tốt mà, Diệp Nghê Thường nhẹ linh cười đùa nói. Lần này trò chuyện cũng không kéo dài bao lâu, chẳng được bao lâu, Diệp Nghê Thường liền cáo biệt hai người, xoay người rời đi cái này Linh Lung tháp tầng chót. Nhìn cô gái này rời đi phương hướng, Diệp Thần đáy mắt hiện lên một món vẻ nghi hoặc. Đến trước mắt mới ngưng, Diệp Nghê Thường biểu hiện, căn bản không tìm được bất kỳ sơ hở, vậy không đoán ra Diệp Nghê Thường và Diệp Tuyết Tình cái này đối với thầy trò dự định.
nhưng trực giác nói cho Diệp Thần, cái này Diệp Nghê Thường tuyệt đối không phải bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Ba ngày sau tổ tự, chúng ta phải nhiều chú ý bỗng chốc Diệp ra những người này. Diệp Thần lặng lẽ cho Diệp Lăng Thiên truyền âm nói. Điện chủ có lo âu. Không thể không đề phòng, ta chẳng qua là hơi thi thủ đoạn liền trà trộn đi vào, hơn nữa còn trở thành tham dự tổ tự đệ tử nòng cốt. Nếu là có tim người nguyện ý phí tâm tư đi tính toán, cũng không ai biết đến lúc đó sẽ phát sinh dạng gì sự việc. Diệp Thần thở dài than thở. Chỉ là rất nhanh, hắn ánh mắt cũng thay đổi được kiên nghị liền đứng lên, trong lời nói tràn đầy chiến ý và sát khí, như vậy cũng tốt, thừa dịp này cơ hội, dứt khoát đem những thứ này yêu quái một lưới bắt hết. Đến lúc đó, người đón lấy Diệp ra, cũng chỉ hơn nữa muốn gì được nấy. Trở lại chỗ ở sau đó. Diệp Lăng Thiên liền đem máu phách phong thần châu giao cho Diệp Thần, đối với lần này, Diệp Thần không có tốt từ chối, liền trực tiếp tạm thời nhận. Vật này có lẽ đối với hắn mà nói, thật có dùng. Bất quá Diệp Thần lúc này ngược lại có chút lo lắng Đồ Lan Tâm tung tích. Cũng không biết, Vĩnh Lão phái người có hay không cầm tin tức đưa đến Thần Minh. Vạn Pháp Tông và Thiên Ma cấu kết, đây đối với Thất Đại Thần Quốc mà nói, đều không phải là một chuyện nhỏ à. Chỉ mong Thần Minh bên kia đã chọn lựa hành động. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cùng lúc đó, đệ nhất Thần Quốc, Thần Minh. Trên đại điện, hai người nam tử, đang ngồi đối diện nhau, diễn cảm ngưng trọng. Một người, tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng hào, mặc đen trắng bảo phục, chính là Thần Minh minh chủ Qua Sán. Mà một người khác, khí tức cường đại, cả người đạo bào, chính là Vạn Pháp Tông Điển Phi Minh. Mà bọn họ cách đó không xa, đứng một cái người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên không có chút nào tu vi hơi thở, ánh mắt cũng là rửng rưng hết sức. Hắn khá là cổ quái nhìn một cái hai người, mở miệng nói, không biết hai vị. Vị nào là Thần Minh minh chủ? Qua Sán mở miệng nói, ta là. Nghe nói người có tin tức trọng yếu cung cấp. Liên quan tới Diệp Thần. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái. Cầm trong tay khắc ghi đá thận trọng đưa ra, khắc này ghi đá ghi lại Diệp tiên sinh một ít lời. Quan hệ đến thiên ma và vạn. Lời còn chưa nói hết, người đàn ông trung niên con người có giúp một cái, bởi vì mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác được đến từ Qua Sán bên người người đàn ông kia sát ý. Ngút trời sát ý. Qua Sán khẽ mỉm cười, đứng lên, quan hệ đến thiên ma đều là đại sự, xin ngươi hãy nói rõ ràng. Người đàn ông trung niên ánh mắt rơi vào Điền Phi Minh trên mình, gần từng chữ, vị này là. Qua Sán con người híp lại, vung tay lên, cửa đại điện lên lại xuất hiện một đạo cấm chế. Phong tỏa hết thảy cấm chế. Điền Phi Minh đứng lên, từng bước hướng người đàn ông trung niên đi tới, ta là Vạn Pháp Tông, Điền Phi Minh. Ngươi có phải hay không muốn nói thiên ma và Vạn Pháp Tông cấu kết? Người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến, một khắc sau. Chính là lấy ra một khối ngọc bội. Ngưng huyết nhập ngọc bội, hắn quanh thân lóe lên một đạo quang. Chung quanh hư không biến dạng. Hắn chuẩn bị chạy trốn. Điền Phi Minh và Qua Sán nhìn nhau, lộ ra một đạo nụ cười dữ tợn. Ngươi và Diệp Thần có liên quan, hiện tại Diệp Thần là Thất Đại Thần Quốc tội nhân, thiên ma phản đồ, ngươi chính là dư đảng. Chúng ta đại biểu đệ nhất thần quốc, hôm nay liền đem ngươi đuổi giết. Người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến. Diệp Thần lúc nào thành là thần quốc phản đồ? Hắn mặc dù không biết rõ Diệp Thần, nhưng hoặc hơn hoặc bớt ở Vĩnh Lão nơi đó nghe nói qua Diệp Thần sự việc. Loại người này tại sao có thể là phản đồ? Một giây kế tiếp, hai cổ cực hạn lực lượng làm cho cả đại điện chấn động, cuồng bạo đợt khí ngay tức thì xuyên qua người đàn ông trung niên thân thể. Đụng! Người đàn ông trung niên tu vi mặc dù không tệ. Nhưng tại sao có thể chống lại hai đại cường giả? Hiển nhiên là cục hẳn phải chết à. Hắn thân thể nặng nề đập tại đại điện bên trong một pho tượng bên trên. Pho tượng nghiền, vạn trượng bụi đất cuốn lên, một miệng đỏ bừng máu tươi tiệm nhiễm đại điện. Điền Phi Minh từng bước hướng người đàn ông trung niên đi tới, gương mặt dữ tợn, người hẳn tiếp xúc qua Diệp Thần đi, tên tiểu súc sinh này, bây giờ ở đâu? Người đàn ông trung niên không nói gì. Mà là đóng chặt tròng mắt, một chút quỷ dị lực lượng xông phá chân trời. Tựa như đang cùng cái gì câu thông. Điền Phi Minh khẽ nhíu mày, có chút sự cảm xấu. Cùng trong chốc lát,
ngoài vạn dặm Viêm Đế Phong. Cuồn cuộn trong nham tương, một cái to lớn nam tử hoàn toàn đắm chìm trong đó. Mà trên bờ, một cái ông già uống rượu, nhàn nhã tự tại. Đột nhiên, Vĩnh Hằng Thánh Vương trong mắt mở ra, chợt đứng lên, hắn ngưng mắt nhìn trên bầu trời nào đó loại tin tức, thần sắc ngưng trọng hắn lại có thể xảy ra chuyện. Chẳng lẽ thần minh có biến? Ngay tức thì, Vĩnh Hằng Thánh Vương đoán được cái gì? Hắn ánh mắt nhìn về phía Viêm Khôn, dừng lại thực tập. Chờ lát nữa ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào biến dạng hư không, ngươi chỉ có 3 giây thời gian, đem người nọ từ thần minh mang về. Đụng! Nham thạch nóng chảy lăn lộn, một cái cả người đỏ bừng, hiện lên một chút nhàn nhạt ngọn lửa to lớn nam tử đi tới trên bờ. Chính là Viêm Khôn. Vĩnh Lão. Một giây kế tiếp, Vĩnh Hằng Thánh Vương ngón tay bắt pháp quyết, trong cơ thể máu tươi bước ra, rồi sau đó một cái cổ xưa ngọc bàn xuất hiện. Trên ngọc bàn có 2 chữ. Vĩnh Hằng. Đây là Vĩnh Hằng nhất tộc thánh vật, cũng là Vĩnh Hằng Thánh Vương lá bài tẩy. Máu tươi rơi vào trên ngọc bàn ngay tức thì chuyển động. Đồng thời, chung quanh hư không lại không ổn định. Không gian dường như muốn biến dạng. Vĩnh Hằng Thánh Vương sắc mặt trắng bệch. Vượt qua khoảng cách như vậy, phá vỡ không gian trói buộc, đây đối với hắn bây giờ tu vi mà nói, cực kỳ khó khăn. Nhưng hắn không thể để cho người nọ bởi vì mình mà chết. Dù là trả giá thật lớn. Cửa hư không dần dần ngưng tụ. Vĩnh Hằng Thánh Vương khạc ra một búng máu, chợt đối với Viêm Khôn nói, Viêm Khôn. Mau, đi nhanh. Một giây kế tiếp, Viêm Khôn không do dự nữa, trực tiếp bước vào cửa hư không. Cùng lúc đó, đệ nhất thần quốc, thần minh đại điện. Điền Phi Minh từng bước một hướng người bị thương nặng người đàn ông trung niên đi tới. Nếu ngươi không chọn trả lời ta vấn đề, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi lên đường. Dù sao, tiểu xúc sinh kia, cuối cùng sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Nếu như không phải là bởi vì là thiên đạo cung sự việc, có lẽ, thằng nhóc kia đã sớm quỳ xuống chúng ta trước người cầu xin tha thứ. Không nói nhiều thừa thải, hôm nay sẽ để cho ngươi rõ ràng. Cái gì là sợ hãi? Một giây kế tiếp, Điền Phi Minh một quyền đánh ra. Một quyền này, lại làm cho cả đại điện nhiệt độ bay lên. Quỷ dị hơn phải, một quyền này không chỉ có vạn pháp tông lực lượng. Lại vẫn mang một chút cực kỳ quỷ dị thiên ma lực. Mắt xem lực lượng vô tận liền phải chiếm đoạt người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên trong mắt vậy đều là tiếc nuối. Hắn biết, mình phải chết. Nhưng mà, ngay tại ngàn cân treo sợi tóc để gặp, toàn bộ đại điện tựa như vặn vẹo. Ở người đàn ông trung niên trước mặt lại xuất hiện một đạo cửa hư không. Điền Phi Minh hơi ngẩn ra. Cái này thần minh đại điện nhưng mà có cái này nghịch thiên trận pháp gia trì, ai có thể biến dạng hư không tiến vào bên trong. Một giây kế tiếp, một đạo đỏ rực bóng người vọt ra. Chính là Viêm Khôn. Viêm Khôn lạnh như băng con ngươi nhìn lướt qua Điền Phi Minh, không chút do dự, một quyền đánh ra. Một quyền này, thậm chí hàm chứa một chút càn khôn nhất tộc cao nhất uy áp. Đụng! Hai cổ kinh thiên cự lực chỉ như vậy đụng chạm. Diệt thế đợt khí vào giờ khắc này ầm ầm bùng nổ. Trong phút chốc, cả nhà đồ gỗ nội thất hóa là bột. Điền Phi Minh lại bị đẩy lui 10 bước. Mà Viêm Khôn, Zorier không nhúc nhích. Bởi vì so lực lượng, Viêm Khôn tự tin vô địch hậu thế. Một bên qua sán đều ngơ ngẩn. Hắn mới vừa muốn ra tay, Viêm Khôn một cái tay trực tiếp nhắc tới trên đất người đàn ông trung niên. Rồi sau đó ở dưới con mắt mọi người hướng cửa hư không đi tới. Qua sán và Điền Phi Minh nhìn nhau, rối rít sử dụng trường kiếm chuẩn bị ra tay. Nhưng mà một khắc sau, Viêm Khôn bước chân dừng lại. Ta là bàn cổ đại đế. Các ngươi dám động một lần, vẫn thân hậu thế. Uy hiếp trắng trợn. Mà thực lực cường đại qua sán và Điền Phi Minh, thật không dám động. Bởi vì Viêm Khôn khí tức trên người cùng với huyết mạch trấn áp, quá thần bí. Làm Viêm Khôn hoàn toàn bước vào cửa hư không thời điểm, hắn khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười, khó trách đại ca như thế thích làm ra vẻ, xem ra vẻ cảm giác, cũng không tệ lắm. Bàn cổ đại đế danh tự này thật không tệ, sau này thì dùng cái này hay. Cửa hư không khép lại. Viêm Khôn hoàn toàn biến mất. Chỉ để lại đại điện thất thần và ngưng trọng qua sán cùng với Điền Phi Minh.
Bọn họ không nhìn thấu cái này to lớn nam tử. Hoàn toàn không nhìn thấu. Nếu như người này và vậy Diệp Thần có liên quan, thì phiền toái. Cũng may, người này tựa hồ là cứu vậy người đàn ông trung niên. Có lẽ và vậy Diệp Thần không có quan hệ đi. Qua Sán ngưng trọng đối với Điền Phi Minh nói, người này, người làm sao xem? Điền Phi Minh lắc đầu một cái, hắn tu vi, ta nhìn không thấu. Còn nữa, người này chỉ đem chúng ta đánh lui, mà không phải là chu diệt, có lẽ không ngại. Bàn cổ đại đế, như vậy ngang ngược danh hiệu, ta không từng nghe nói, chẳng lẽ đến từ vực ngoại. Qua Sán rơi vào trầm mặc, không biết, xem ra đối với Diệp Thần, chúng ta phải nhanh một chút chọn lựa các biện pháp. 3 ngày thời gian, đối với người tu luyện mà nói, bất quá là thoáng qua bây giờ, mà đây 3 ngày bên trong, cũng có càng ngày càng nhiều cái khác thế lực đến quật diệp chi địa. Ngại vì quật diệp đất chỗ đặc thù, hỗn độn cảnh người tu luyện, nếu như không có diệp gia huyết mạch nói, rất khó ở bên trong sống sót. Cho nên cái này mấy ngày mặc dù có không thiếu thế lực đi tới quật diệp chi địa bên ngoài, lại không lại có bao nhiêu người dám vào nhập trong đó, rất nhiều cường giả cũng chỉ là đứng ở nhà mình phi hành pháp khí lên, lấy thần niệm dò ngó quật diệp chi địa chỗ sâu tình huống. Không tới lúc mấu chốt, những người này là sẽ không tùy tiện ra tay. Này nhé, cổ chỗ sâu, linh lung bảo tháp ở hắc ám bên trong chậm rãi toát ra mông lung vầng sáng. Bảo tháp tầng chót, tham gia tổ tự cuối cùng giai đoạn 30 tên đệ tử đã toàn bộ chuẩn bị xong, lên đường trước. Diệp gia 3 vị lão tổ đang cho Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên bọn họ những người này giải thích cần phải chú ý sự việc. Rời đi bảo tháp sau đó, các người cần bằng vào tự thân bản lãnh, xuyên qua phía dưới hắc ám sương mù, đi tộc ta tổ địa. Tổ địa bên trong, có huyết mạch linh ao, đó đúng là các ngươi lần này tổ tự mấu chốt. Đến nơi đó sau đó, ngưng luyện ra tự thân tinh thuần nhất hơn nữa hàm chứa các ngươi sở học đạo pháp cảm ngộ một giọt máu tươi, nhỏ vào linh ao bên trong. Dựa theo rổ tổ lễ nghi, thành tim cúi chào tổ địa bên trong trấn tộc bí bảo luân hồi tinh thạch, phía trên kia, khắc rõ ta Diệp gia mấy chục ngàn năm qua, vô số hy sinh ở tổ địa bên trong đệ tử tinh anh tên. Hy vọng các ngươi có thể được tổ tiên lưu huyết mạch linh trận đồng ý, giải trừ thiên thạch phong ấn, đem nó mang về, thiên thạch lên nơi minh khắc những cái kia người hy sinh, tương hội tại trong thời gian ngắn nhất trợ giúp Diệp gia đào tạo vô số cường giả. Vinh quang có thể hay không chiếu sáng thế gian, ở chỗ này một lần hành động, là Diệp gia hạ. Hống. Đi đôi với Diệp Tự Minh cuối cùng những lời này, toàn bộ linh lung bên trong tháp, tất cả Diệp gia con em cũng giống giận một tiếng, cùng kêu lên gầm thét dưới, tiếng như sét đánh. 30 tên đệ tử, lục tục đứng ở cổ tháp tầng chót mỗi cái lối ra, sắc mặt hiện ra hết kiên định, một cổ khí thế chưa từng có từ trước tới nay từ những đệ tử này trên mình tản mát ra. Mơ hồ còn có một chút thê lương. Cũng không ai biết, lần này rốt cuộc có thể thành công hay không, bọn họ những người này trong đó, có lẽ rất nhiều người là một lần cuối cùng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lên đường, thân cầm đầu tiệc, Diệp Lăng Thiên vung cánh tay hô to, dẫn đầu vọt ra khỏi linh lung bảo tháp, Diệp Thần theo sát phía sau, hai người cơ hồ là đồng thời trốn vào phía dưới vậy hắc ám bên trong. Những đệ tử còn lại, cũng đều nhanh chóng đi theo hai người vọt xuống, ngược lại thì Diệp Thăng, Diệp Đàm Trúc và Diệp Nghê Thường 3 người cuối cùng mới lên đường. Sắp lên đường trước, nhìn phía dưới không ngừng biến mất ở trong bóng tối đồng bạn, Diệp Thăng trong mắt nổi lên một món ngoan sắc. Ghế thủ lãnh bị cướp đi, nhưng không đại biểu lần này tổ tự cuối cùng bên thắng chính là ngươi, Diệp Lăng Thiên, Diệp Thần, các ngươi chờ. Cách đó không xa, Diệp Đàm Trúc trên mặt giống vậy có nhiều âm lãnh. Thân là Diệp gia tiếng tăm lừng lẫy một đời thiên kiêu, có thể hắn nhưng ở trước đó trong tỷ thí, ngoài dự liệu bại bởi Diệp Thần, cái đó ngoài miệng vừa nói chỉ có chảm ách tầng 8 tu vi trên thực tế nhưng có hỗn độn cảnh đỉnh cấp thực lực người ngoài. Đây đối với Diệp Đàm Trúc mà nói, là sỉ nhục lớn lao, hắn không cảm giác được mình thật bại bởi Diệp Thần, chẳng qua là quá sơ suất mà thôi. Lần này, ta sẽ để cho các người biết, người nào mới thật sự là Diệp gia trẻ tuổi một đời người mạnh nhất. Trong 3 người, chỉ có Diệp Nghê Thường, vẻ mặt nhất là bình tĩnh. Nàng chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt, tựa như trở thành một pho tượng, thật lâu không có bất kỳ động tác. Lần nữa mở ra vậy đôi mị hoặc ánh mắt lúc đó, trong mắt nhưng chỉ còn lại có kiên định. Sau đó, tung người nhảy một cái,
hóa là một đạo màu đỏ lược ảnh, không vào hắc ám bên trong. Quật Diệp chi địa bên ngoài, mấy tên cường giả đồng loạt lên đường. Bọn họ đã cảm giác được Diệp gia bắt đầu hành động, tổ tự một bước cuối cùng sắp đến, quá trình này không sẽ kéo dài quá lâu. Những thứ này đến từ thần quốc các nơi thế lực lớn, chờ đợi thời cơ đã đến. Bất luận Diệp gia tổ tự thành công hay không, bọn họ đều đưa ở chỗ này hung hãn từ Diệp gia trên mình gặm xuống một miệng thịt. Không liên quan ư thiện ác cùng đúng sai, chẳng qua là mạnh hiếp yếu mà thôi. Cùng lúc đó, hắc ám sương mù bên trong, Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên bọn họ cùng còn lại Diệp gia đệ tử, nhanh chóng tạt qua tại cái này phiến nồng nặc hắc vụ bên trong. Thần niệm ở chỗ này bị ngăn cách, đưa tay xem không thấy năm ngón tay, duy nhất có thể chỉ dẫn bọn họ, chính là trong cơ thể Diệp gia huyết mạch. Bọn họ có thể thông qua huyết mạch trong cơ thể lực, cảm giác được tổ địa chỗ ở phương hướng, đây là thân là Diệp gia hậu duệ ở khu vực này ưu thế. Nói cách khác, cái này phiến hắc vụ vùng, chính là Diệp gia tổ địa một loại vô hình bình phong che chở, cho dù là hỗn độn đỉnh cấp cường giả, nếu như không có đủ nồng độ Diệp gia huyết mạch, cũng khó mà xuyên qua khu vực này. Một khi ở trong này bị lạc phương hướng, không thể nhanh chóng thông qua, hắc vụ không chỉ có sẽ ăn mòn thân xác, càng sẽ tăng tốc độ lực lượng trôi qua, đến lúc đó, dù là tìm được phương hướng, cũng khó mà đi ra ngoài nữa. Đây cũng là tại sao ở tổ tự trước, Diệp gia muốn chọn ưu tú nhất lại trong cơ thể tổ tiên huyết mạch tương đối đậm đà đệ tử làm ghế thủ lãnh, dẫn những đệ tử còn lại thi hành tổ tự nguyên nhân. Bất quá, ở tạt qua trong quá trình, Diệp Thần nhưng phát hiện mình mặc dù không phải là thuần túy dòng thứ người Diệp gia, có thể cùng dạng có một loại rất đặc thù cảm giác. Hắn nhất thời kinh ngạc phát hiện, mình lại cũng có thể cảm giác được Diệp gia tổ địa chỗ ở phương hướng. Hơn nữa cực kỳ mãnh liệt. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần trong lòng kinh nghi, hắn rất tin chắc, loại cảm ứng này tuyệt đối theo huyết mạch các loại không liên quan, mà là tương tự với ban đầu luân hồi độc bia lúc xuất hiện vậy kỳ lạ cảm giác. Chẳng lẽ nói, Diệp gia tổ địa bên trong, có theo luân hồi mộ địa tương quan đồ. Vật này là luân hồi tinh thạch, vẫn là thứ khác. Ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, Diệp Thần liền đem nghi ngờ ép xuống, bỏ mặc nói thế nào, dòng thứ Diệp gia năm đó cũng là cùng luân hồi chi chủ cùng nhau chinh chiến đồ vật khổng lồ. Tổ địa bên trong nếu như gửi chút cùng nhậm chức luân hồi chi chủ có liên quan sự vật, chắc coi như bình thường. Theo thời gian rời đổi, bất luận là Diệp Thần, Diệp Lăng Thiên vẫn là những thứ khác Diệp gia đệ tử, bọn họ tựa hồ cũng không cảm giác được thân thể ở di động, chung quanh thật giống như hoàn toàn cấm chỉ như nhau. Cho đến đột nhiên bây giờ, trước mắt một phiến sáng ngời. Đến sao? Diệp Thần ngắm nhìn trước mắt bức họa này mặt, khẽ nhíu mày. Đây là một khối ước chừng chu vi 20 đến 30 dặm thế giới nhỏ. Chung quanh có một tầng mong mỏng kết giới đem bên ngoài hắc vụ hoàn toàn ngăn cách mở, không có gì bất ngờ xảy ra, mọi người bắt đầu từ vậy kết giới vượt qua tiến vào. Toàn bộ kết giới giống như nửa con sụp đổ trước không tim lưu ly cầu, đem Diệp gia tổ địa bảo vệ ở trong đó, hơn nữa tự thân còn tản ra ánh sáng nhàn nhạt chạch, để cho cái này phiến tổ địa có quang minh. Đơn giản quan sát một phen sau đó, Diệp Thần cùng Diệp Lăng Thiên nhìn nhau một cái, các ngươi đi tìm huyết mạch linh ao. Ta đi bốn phía xem, để phòng có bất trắc. Vừa mới xoay người, chân trước còn không có bước ra đi, một tiếng âm dương quái khí lời nói liền vang lên, để phòng bất ngờ. Đây là ta Diệp gia tổ địa, có thể có gì ngoài ý muốn. Ta xem ngươi là có tâm tư khác chứ. Giọng khó nghe lời nói, nhất thời sẽ để cho tại chỗ tất cả Diệp gia đệ tử liếc mắt, rối rít nhìn về phía Diệp Thăng. Diệp Thăng nghi ngờ. Không ít người cảm thấy vẫn là thật có đạo lý. Nơi này giàu gì là Diệp gia tổ địa, hơn nữa duy trì mấy ngàn năm chưa từng bị người ngoại tộc công phá qua, làm sao có thể có phát sinh ngoài ý muốn. Trong chốc lát, cùng Diệp Thăng xuất từ cùng mạch mấy tên đệ tử, cũng đều phụ họa, đối với Diệp Thần cái gọi là, đi bốn phía xem, để phòng xuất hiện bất ngờ, giải thích và động cơ biểu thị hoài nghi. Không sai, chính là chỗ này. Thấy linh ao. Tại chỗ Diệp gia đệ tử cũng lộ vẻ được vô cùng là hưng phấn, mọi người nhanh chóng ở chung quanh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp ngưng luyện máu tươi, lại không người suy nghĩ muốn không muốn trước lấy đi một ít cái này linh ao bên trong bảo dịch. Cái này dẫu sao là đối với người tu luyện có cực lớn chỗ lợi ích thứ tốt. Gặp những người này như vậy tự giác,
May là Diệp Thần cũng không khỏi coi trọng bọn họ một mắt, không nghĩ tới những thứ này Diệp gia đệ tử, xem trước kia điệu bộ tựa hồ không thế nào thành khí, vào lúc này ngược lại là không sinh ra khác thường tâm tư. Thừa dịp mọi người vẫn còn ở ngưng luyện cái này giọt vô cùng đặc thù máu tươi lúc đó, Diệp Thần đưa mắt về phía huyết mạch linh ao đối diện, khoảng cách bất quá mấy trượng vậy ngọn núi thấp. Nếu như mình cảm giác không có sai, hướng dẫn tự mình tới đến Diệp gia tổ địa chập chờn, chính là xuất từ nơi đó. Rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là Diệp gia chấn tộc chi bảo luân hồi tinh thạch? Vậy ngọn núi thấp cũng không cái gì chỗ kỳ lạ, thậm chí dõi mắt cái này toàn bộ thế giới nhỏ, còn có thể tìm được không thiếu cùng nó tương tự ngọn núi nhỏ. Diệp Thần nhìn chằm chằm nơi đó nhìn kỹ hồi lâu, thẳng đến Diệp Lăng Thiên bọn họ lục tục đứng dậy, đem ngưng luyện ra được máu tươi nhỏ vào linh trong ao thời điểm mới thu hồi ánh mắt. Ông! Theo một giọt lại một giọt máu tươi tiến vào linh ao, toàn bộ trong ao chất lỏng đang nhanh chóng biến đỏ, ao trên vách bắt đầu nổi lên rậm rạp chằng chịt văn lạc, màu đỏ sợi tơ không ngừng hướng ngoại giới lan tràn. Làm vậy như mạng nhện vậy màu đỏ sợi tơ không ngừng bầy, chạm đến vậy ngọn núi thấp lúc đó, toàn bộ thế giới nhỏ cũng nhẹ nhàng chấn động hạ. Núi thấp lên, bụi bặm tốc tốc phủi xuống, đất cát cuốn lên, lộ ra một góc tản ra tia sáng kỳ dị tinh thể. Đó là, Diệp Nghê Thường mắt đẹp trợn to, trên mặt nổi lên vui mừng, luân hồi tinh thạch. Mau, lập tức tham bái tổ đá, mở tổ tự, tháo ra sau cùng phong ấn. Giờ khắc này, bất luận là Diệp Lăng Thiên vẫn là Diệp Thăng, Diệp Đàm chúc các người, trong mắt đều lộ ra lau một cái cuồng nhiệt và phấn chấn. Tất cả mọi người đều biết, bọn họ có thể sẽ sáng tạo lịch sử, trở thành Diệp gia tộc sử bên trong đời đời tương truyền anh hùng. Đoàn người nhanh chóng vượt qua linh ao, hướng núi thấp phương hướng chạy mấy bước, bắt đầu cuối cùng cúng tế buổi lễ. Diệp Thần vậy đi theo, trong mắt bên trong càng nhiều hơn chính là ngưng trọng. Khối này luân hồi tinh thạch hơi thở mạnh hơn hắn đã gặp bất kỳ một khối nào luân hồi tinh thạch. Dù là Mạc Huyết Minh có khối kia luân hồi tinh thạch vậy không cách nào so sánh. Thậm chí bên trong tản ra cực mạnh luân hồi lực. Đây không phải là để cho Diệp Thần ngưng trọng. Để cho Diệp Thần ngưng trọng phải, hắn phát hiện có thể để cho luân hồi mộ địa dị động căn bản không phải khối này luân hồi tinh thạch. Khác có cái khác. Nơi này, nhất định còn có so với cái này khối luân hồi tinh thạch còn trọng yếu hơn tồn tại. Diệp Thần không do dự nữa, vừa mới chuẩn bị hướng vậy sau lưng chi địa đi. Nhưng là rất nhanh, chân hắn bước dừng lại. Ồ! Bỗng nhiên! Diệp Thần từ vậy vực ngoại tinh thạch phương hướng cảm giác được ngoài ra một món hơi thở, đặc biệt yếu ớt, nếu như không phải là hắn cảm giác có chút quen thuộc nói, thậm chí cũng có thể coi thường. Tại sao dường như là, Mạc Huyết Minh hơi thở? Hơi thở này quá tương tự. Huyết khí nồng nặc kia. Ban đầu hắn bước vào Minh Điện cũng là loại cảm giác này. Diệp Thần trong lòng giật mình, một cổ cảm giác xấu xông lên đầu, chẳng lẽ mình trước khi lo lắng thành sự thật. Thật có cái khác không thuộc về Diệp gia huyết mạch cường giả tiến vào nơi này. Hắn theo bản năng hướng bên cạnh vòng hạ, muốn đi vòng qua núi thấp một bên kia xem, bởi vì hắn cảm giác được vậy một món hơi thở là từ núi thấp phía sau truyền tới. Không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy núi thấp một bên kia tình huống, hai cái mặc trường bào màu đen nam tử đang lùn dưới chân núi, hướng về phía vách núi nội bộ luân hồi tinh thạch tham bái. Không, đó đã không phải là tham bái. Mà là ở quỷ bái. Xem vậy hai người thần sắc đặc biệt nghiêm túc, không có phân nửa khinh nhẫn ý, tham bái thái độ vậy rất thành kính, nhất thời sẽ để cho Diệp Thần bội cảm nghi ngờ. Tại sao có thể như vậy? Cái này trên người hai người rõ ràng có Minh Điện Mạc Huyết Minh hơi thở, làm sao sẽ như vậy thành kính tham bái Diệp gia tổ đá? Diệp Thần sư huynh, người đi nơi đó làm gì? Diệp Nghê Thường thanh âm từ phía sau truyền tới. Không chỉ là để cho nó hơn Diệp gia đệ tử chú ý tới đây, vậy hai cái mới vừa hoàn thành, tham bái, người áo bào đen vậy khá là lãnh ý nhìn lại. À, những thứ này đứa nhỏ rốt cục thì phát hiện chúng ta. Mạc Lãng tuét miệng nói, vậy một miệng răng trắng như tuyết, lại để cho người có cổ rét lạnh tận xương cảm giác. Ai ở bên kia nói chuyện, Diệp Nghê Thường các người lẫn nhau nhìn xem, tràn đầy kinh ngạc. Có những người khác vậy tiến vào tổ địa. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, mở miệng nói, các ngươi sắp hoàn thành tổ tự, mở sau cùng truyền thừa khảo hạch. Cái gì?
Nghe được Diệp Thần mà nói, mọi người sắc mặt đại biến, Diệp Lăng Thiên lại là vang vang một tiếng liền lấy ra Thâm Uyên Đoạn Tội Thương, nhấc chân liền muốn hướng Diệp Thần bên này tới đây, những người khác cũng không ngoại lệ. Thấy Diệp Lăng Thiên bọn họ cử động, Diệp Thần nhanh chóng giơ tay lên làm một ngăn cản động tác, lạnh lùng nói, đừng cũng tới đây, tu vi cao nhất người nhanh đi thông qua truyền thừa khảo hạch, những người còn lại theo ta cùng nhau phụ trách tranh thủ thời gian. Nhưng mà, điện chủ, soát, Diệp Lăng Thiên lời còn chưa dứt, đúng ngọn núi thấp liền đột nhiên sinh ra một cổ cường đại sức hấp dẫn, Diệp Lăng Thiên, Diệp Thăng, Diệp Đàm Trúc cùng Diệp gia đệ tử đồng loạt đều bị hút vào, biến mất ở trong tầm mắt. Diệp Thần thấy vậy, trên mặt kinh ngạc hạ, lập tức hiểu rõ ra, đây là Diệp gia cuối cùng truyền thừa khảo hạch bắt đầu. Tất cả có Diệp gia huyết mạch đệ tử, đều bị hút vào Diệp gia thủy tổ lưu lại pháp trận dị bên trong không gian, đi tham gia truyền thuyết kia bên trong nghiêm khắc vô cùng truyền thừa nghi thức, căn bản không cho mọi người phản ứng thời gian. Lập tức, Diệp Thần liền trở thành người cô đơn, hắn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Minh Điện người xuất hiện ở Diệp gia tổ địa bên trong, cho dù trước hoài nghi tới có thể sẽ có những người khác tiến vào nơi này, nhưng chân chính sau khi thấy được, Diệp Thần vẫn là có chút nhức đầu. Nhất là Diệp gia vậy luân hồi tinh thạch bỗng nhiên mở ra truyền thừa nghi thức, đem Diệp Lăng Thiên các người cũng hút vào phong ấn trong pháp trận, không cách nào cho hắn tiếp viện thời điểm, thì càng là không biết làm sao. Lúc này, vậy hai cái đến từ Minh Điện cường giả lại nữa áp chế tự thân tu vi chập chờn. Uy áp cường đại tấn công tới, nhất thời để cho Diệp Thần cảm thấy ngưng trọng. Ngươi chính là Diệp Thần. Đến từ Minh Điện Mạc Lãng nhìn chằm chằm Diệp Thần, đáy mắt có ý định giết người lưỡng lờ, lại là gần từng chữ, Khúc Đàn Nhi có phải hay không ngươi giết? Ngươi nói gì sao? Khúc Đàn Nhi chết. Diệp Thần ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này hai người hỏi mình chuyện thứ nhất, lại là liên quan tới Khúc Đàn Nhi. Đối với cái đó đã từng có ngắn ngủi đồng thời xuất hiện, rồi sau đó bị mình đuổi cô gái, Diệp Thần vẫn là có chút ấn tượng, chỉ là nàng lại chết. Nhìn dáng dấp, hắn tựa hồ còn không biết Khúc Đàn Nhi tin chết. Mạc Lãng bên người Mạc Hàn Đông nói, ta không tin cùng hắn không có quan hệ, cái đó cô gái thần bí nói không chừng chính là người này phái. Mạc Lãng thần sắc âm trầm. Đây chính là hắn độc chiếm, kết quả nhưng không giải thích được chết. Cho dù trên đường tới, Mạc Hàn Đông đã nhiều lần nói qua, hồng phấn khô lâu, cái này một loại nói, vẫn không thể để cho hắn bỏ đi trong lòng hận ý. Diệp Thần con ngươi hơi chăm chú. Cô gái thần bí giết Khúc Đàn Nhi, người phụ nữ này là ai? Chẳng lẽ là cái đó vô số lần trợ giúp mình cô gái? Vẫn là nói biến mất Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Tư Thanh. Diệp Thần mơ hồ cảm thấy không đúng. Càng mấu chốt phải. Mạc Huyết Minh đã có luân hồi tinh thạch, tại sao liền Diệp ra cái này một viên vậy không buông tha? Hắn đang nổi lên cái gì? Diệp Thần mơ hồ cảm giác được Mạc Huyết Minh có lẽ không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc ấy đối phương thậm chí có năng lực bóp chết mình, nhưng dễ như trở bàn tay thả qua mình, trong này ẩn chứa phức tạp, không cách nào tưởng tượng. Một cái có thể ở thần quốc để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật nhiều năm như vậy người, tuyệt không đơn giản. Mạc Lãng gặp Diệp Thần không nói, con người đông lại một cái, lạnh như băng lại u hàn thanh âm vang lên. Họ Diệp tiểu tử, cầm ngươi cùng Khúc Đàn Nhi giữa sự việc một kiện nói cho ta rõ ràng. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, Khúc Đàn Nhi bản thân liền có vấn đề, cô gái thần bí giết Khúc Đàn Nhi chỉ sợ cũng là vì tốt cho mình. Hắn một bước bước ra, nhàn nhạt nói, các ngươi tìm tới nơi này, chẳng lẽ là vì Khúc Đàn Nhi tới. Ta chỉ nói một câu, ta đối với Khúc Đàn Nhi không biết chút nào. Ngươi làm sao có thể không biết, ban đầu ta Minh Điện phái nàng đi ra, liền là hướng về phía ngươi đi. À, Diệp Thần nghe vậy, nhất thời lộ ra một chút cười nhạt, hướng về phía ta tới, vậy muốn nói như vậy nói, nàng chết, ngược lại là bình thường. Mạc Huyết Minh phái nàng tới đón gần ta, muốn đối với ta vận dụng Mỹ nhân kế, là tính lầm. Đáng tiếc à. Ta lúc ấy không biết nàng lai lịch, nếu không, ta liền tự mình động thủ giết nàng. Ngươi tự tìm cái chết. Mạc Lãng nhất thời giận đùng đùng, thân hóa tàn ảnh, cho dù nơi đây có đặc thù quy luật hạn chế, bọn họ đều không cách nào lăng không phi hành, có thể trên đất tốc độ cũng không bị nhiều ít hạn chế, vậy nhanh chóng. Ngay chớp mắt liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt chưa đủ 10 trượng địa phương xa,
lật tay một chưởng đánh ra, trong hư không một cái to lớn dấu tay hiện lên, ầm ầm vỗ về phía Diệp Thần. Đen nhánh dấu tay lượn lờ hắc vụ, từ trong hư không ngay tức thì hiện lên, uy áp kinh khủng thậm chí tại mới vừa lúc xuất hiện, trên mặt đất cũng đã xuất hiện một cái to lớn chưởng ấn dấu vết. Diệp Thần mặt liền biến sắc, đối phương thực lực lại so mình tưởng tượng mạnh hơn, hắn không dám khinh thường. Hắn tay phải vung ra, lòng bàn tay ánh sáng lững lờ, một chuôi quanh quẩn từng cơn màu máu phù văn trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Sát kiếm. Chỉ tiếc vậy kiếm hồn nữ tử tiến vào sát kiếm, liền thuộc về trạng thái ngủ say. Nếu không hắn thực lực còn có thể lên cao một phen. Đồng thời, trong cơ thể hắn linh lực phun trào, toàn diện thúc dục động khởi trong tay sát kiếm, cả người yêu khí, phóng lên cao, tầng 7 huyết quang lóng lánh, phá thiên lực mãnh liệt. Mũi nhọn nhập vào xuất ra bây giờ, kiếm ý tranh minh. Keng! Chỉ nghe một tiếng nhọn giọng run rẩy truyền ra, Diệp Thần đứng thân chỗ, bốn phương đá vụn cùng bụi bẩm toàn bộ hiện lên, yêu kiều huyết quang ở sát kiếm bên trên hội tụ, hạ một hơi thở, một kiếm đâm ra, chính diện nghênh hướng đen nhánh kia trưởng ấn. Cực hạn chân võ ý dường như muốn phá vỡ một phe này thế giới nhỏ. Sát kiếm đâm ra lúc đó, Diệp Thần thân bạn đột nhiên gian nổi lên 18 đạo kiếm khí, đi đôi với vậy sát kiếm nhất dậy bay hướng Mạc Lãng trưởng ấn. Phá! Một tiếng long ngâm động cửu u, tiềm long lượn lờ chém thương khung. Kiếm ý ngất trời. Ầm! Màu đen đại thủ ấn cùng kiếm mang đụng vào lúc đó, xảy ra lớn tán loạn, năng lượng ngay tức thì nổ tung, hướng bốn phương tám hướng lan đi, hình thành một cổ cường hãn sóng trùng kích. Bốn phía núi non trùng điệp rừng đá tất cả đều im lặng biến thành phấn vụn. Luân hồi tinh thạch nơi tới, ngọn núi kia loan sống sờ sờ bị chém tới. Xúc mục kinh tâm. Bề mặt núi đá, nham đất toàn bộ bị đánh tan, lộ ra hoàn chỉnh luân hồi tinh thạch bản thể. Quả nhiên có chút con đường, chính là chạm ách cảnh giới con kiến hôi, lại có thể chống đỡ bổn tọa một kích này. Mạc Lãng trong mắt lóe lên một món kinh dị. Con mắt nóng bỏng rơi vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần có thể ngăn được một kích này, cực lớn ngoài hắn và Mạc Hàn Đông dự liệu. Hụ hụ hụ. Bụi mù tản đi, Diệp Thần nhẹ ho nhẹ hai tiếng, hắn nhìn trước người mình vạch ra hai đạo dấu vết, trong lòng có chút ngưng trọng. Thiên thần cảnh. Minh Điện lại phái ra như vậy thực lực cao thủ, cũng quá để ý mình. Mạc Lãng một kích này, hắn mặc dù để chặn lại, có thể thật ra thì cũng không hơn gì. Một xem vậy cưỡng ép về phía sau hoạt động vết chân là có thể dòm ngó biết một hai. Khó trách nghĩa phụ lão nhân gia ông ta chỉ mặt gọi tên để cho chúng ta phải nhốt tập trung ngươi một chút, quả nhiên là có chút đặc biệt. Mạc Hàn Đông vậy đi tới phụ cận, người này chắp hai tay sau lưng, lấy một loại trên cao nhìn xuống tâm tính mắt nhìn xuống Diệp Thần, vẻ mặt có nhiều kiêu ngạo, ta tin tưởng ngươi người như vậy chưa đến nỗi nói láo, khúc đàn nhi chết nếu cùng ngươi không liên quan. Vậy ta khuyên ngươi vẫn là rời đi nơi này đi. Chúng ta lần này tới, chỉ là vì cái này luân hồi tinh thạch tới, chẳng ngờ lạm sát kẻ vô tội. Luân hồi tinh thạch. Diệp Thần liếc nhìn vậy đã hoàn toàn hiển lộ ra Diệp gia luân hồi tinh thạch, tỉ mỉ một cảm ứng, nhất thời hiểu rõ tới đây. Khó trách Minh Điện người sẽ ở chỗ này, bởi vì Minh Điện cũng có một khối luân hồi tinh thạch, lấy bọn họ đối với luân hồi tinh thạch biết rõ. Muốn bắt được luân hồi tinh thạch đặc thù chập chờn sau đó thông qua hắc vụ tiến vào nơi này, cũng không coi vào đâu vấn đề khó khăn. Chỉ là, Mạc Huyết Minh là làm sao biết Diệp gia chấn tộc chí bảo là luân hồi tinh thạch. Ngoại giới cũng không loại này tin đồn à. Nếu như ta không đi đâu, ta đây là muốn đi về, nhưng mà ta người bạn kia vẫn còn ở nơi này tiếp nhận truyền thừa nghi thức đâu, ta nếu là đi, há chẳng phải là bán bạn cầu vinh. Đối với Mạc Hàn Đông nơi tiết lộ ra ngoài ý kiến, Diệp Thần vuốt tay, biểu thị không có biện pháp. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn tới. Mạc Lãng lạnh lùng nói. Mạc Hàn Đông rõ vẻ mặt cũng có chút âm lãnh, Diệp Thần, hôm nay chúng ta là tinh thạch tới, trên tay không thích hợp dính máu, lại cho ngươi một lần cơ hội, cút nhanh lên. Không thích hợp dính máu, chẳng ngờ lạm sát kẻ vô tội. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Hắn đã đoán được cái này hai người tại sao không động thủ giết nguyên nhân của hắn, lần trước mạo hiểm đi Minh Điện thời điểm, lúc rời đi bị Mạc Huyết Minh trận cái tránh, lúc ấy Mạc Huyết Minh cũng rất cổ quái thả đi hắn. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng Diệp Thần khẳng định,
cái này hai người nhất định là lấy được Mạc Huyết Minh đặc biệt giao phó, không thể giết mình. Nếu không, lấy Minh Điện tính khí của những người này, đã sớm động sát chiêu. Nói chuyện cũng tốt, dù sao mình hiện tại thuộc về hoàn cảnh xấu, còn được tranh thủ thời gian để cho Diệp Lăng Thiên bọn họ thông qua truyền thừa nghi thức. Cái này hai người không dám thật đối với mình hạ sát thủ, ném chuột sợ vỡ mình, cũng có thể để cho hắn ung dung ứng đối chút ít. Thương cổ thần y cứu Mạc Huyết Minh, sau đó nhưng bởi vì người này tự phong y thuật, lại nữa hành nghề y tế thế. Lần trước, Mạc Huyết Minh thân phận thật sự hạ xuống, giơ tay lên bây giờ liền trấn phong Diệp Thần, để cho hắn hoàn toàn không có lực phản kháng, thậm chí liền tự sát cũng không làm được, có thể thấy người này thực lực có cường đại dường nào. Nhưng chính là như vậy một cái Chu Diệt Thần Quốc vô số sinh linh, có thể nói đồ tể đao phủ thủ, nhưng ở biết được Diệp Thần xông vào Minh Điện lãnh vực sau đó, vẫn không có đối với hắn ra tay, ngược lại là nhắc nhở hắn không nên đi Minh Điện. May mắn tránh được một kiếp, ở không có đầy đủ thực lực trước, Diệp Thần tự nhiên sẽ không lại đánh Minh Điện chủ ý. Có thể vấn đề ở chỗ, tận lực thả đi hắn Mạc Huyết Minh. Ở sau chuyện này lại phái Khúc Đàn Nhi che giấu thân phận để tới gần Diệp Thần. Nếu như không phải là hôm nay gặp phải Mạc Lãng và Mạc Hàn Đông cái này hai cái Minh Điện cao thủ, Diệp Thần thậm chí cũng không biết Khúc Đàn Nhi là Minh Điện người, hơn nữa đã chết. Như vậy trong này liền có rất nhiều vấn đề. Mạc Huyết Minh cái này loại giết người không nháy mắt tồn tại, tại sao phải phái Khúc Đàn Nhi đặc biệt đến gần mình đâu? Nếu như người này muốn có được mình vật trên người, hoàn toàn không cần phải hơn này một lần hành động. Rất rõ ràng lúc ấy Khúc Đàn Nhi nhiệm vụ chính là đến gần Diệp Thần, hơn nữa lấy được đầy đủ tín nhiệm, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đối với Diệp Thần cũng không giết tim. Mạc Huyết Minh rốt cuộc muốn từ mình trên mình được cái gì? Ngoài ra, Khúc Đàn Nhi lại là chết như thế nào? Ai đúng nàng đã hạ thủ? Diệp Thần cảm giác vô hình chung thật giống như có một cái lưới lớn liền hướng mình bao phủ tới. Mà hắn nhưng liền chủ sử sau màn ý tưởng cũng sờ không rõ, hai mắt bôi đen. Hắn hít một hơi thật sâu, bỏ mặc nói thế nào, bây giờ còn chưa phải là cân nhắc những vấn đề này thời điểm, việc cần kíp, là phải cân nhắc như thế nào kéo trước mắt cái này hai người. Ta thật là tò mò, Mạc Huyết Minh phái các ngươi tới cướp lấy Diệp gia khối này luân hồi tinh thạch, rốt cuộc là định dùng phương pháp gì? Diệp gia tộc nhân ở nơi này quật Diệp chi địa, cách mỗi vạn năm thử một lần. Đều không có thể tháo ra hắn thủy tổ lưu lại phong ấn, các ngươi vừa có thể dùng biện pháp gì cướp đi nó. Diệp Thần liếc mắt vậy tản ra yêu kiều sáng bóng, luân hồi tinh thạch, hướng Mạc Lãng bọn họ hai người hỏi, chẳng lẽ Mạc Huyết Minh lại có thể tính ra, lần này Diệp gia tổ tự liền nhất định có thể thành công. Cái này liền không cần ngươi tới quan tâm, Mạc Hàn Đông thanh âm hơi rét, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, rời đi nơi này, hoặc là... chết! Thiên thần cảnh cường giả, tiếng ra tức pháp theo, chữ chết một lộ vẻ, toàn bộ trong thế giới nhỏ cũng ầm ầm vang dội. Rét lạnh tràn ngập sát cơ mở, lấy Mạc Hàn Đông là trung tâm, vùng lân cận vô số đá vụn cũng lặng yên không một tiếng động bị cái này cố ý định giết người chấn động vì phấn vụn. Ta đánh của các ngươi không dám giết ta. Diệp Thần cười một tiếng, tâm niệm vừa động, một giây kế tiếp, chính là thi triển cực võ thần tránh. Sát kiếm huyết quang đậm đà đến mức tận cùng, một kiếm chém ra, kiếm mang bạo tránh, chân võ ý cùng hủy diệt mộ đạo ngưng tụ trên đó. Một kiếm này, đã đạt tới Diệp Thần trình độ cao nhất. Đối với thiên thần cảnh cường giả, hắn phải xuất toàn lực. Nhưng mà, ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần thân thể, ngay tức thì đảo phi nhi xuất, hung hãn đem sau lưng một tảng đá lớn gắn được nghiền. Có thể xa xa Mạc Hàn Đông cùng với Mạc Lãng. Nhưng là không có bất kỳ tổn thương. Đây cũng là thiên thần cảnh và trảm ách cảnh khác biệt sao? Diệp Thần vốn cho là bước vào trảm ách cảnh tầng thứ 8, chỉ ít có thể chống lại thiên thần cảnh sơ kỳ. Bây giờ nhìn lại, thiên thần cảnh và hỗn độn cảnh chênh lệch giống như rãnh trời. Quả nhiên, càng về sau, vượt cấp chiến đấu càng khó. Hắn phải mau sớm nghĩ biện pháp đột phá hỗn độn. Ngươi hiện tại xác định còn chưa cút sao? Mạc Lãng thanh âm đạm mạc ở Diệp Thần vang lên bên tai. Diệp Thần con người đông lại một cái, sát ý phun trào, thiên yêu thân thể, mở. Xích trần thần mạch, mở. Ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa Lăng Thiên Tiễn Thần đột nhiên mở miệng, thằng nhóc, không nên dùng kiếm, ngươi như dùng thương,
ta có thể giúp ngươi một tay. Diệp Thần ngẩn ra, một giây kế tiếp, sát kiếm thu hồi. Một chuôi toàn thân tản ra u mang trường thương hiển lộ ra. Chu Thiên Thần Ma Thương. Diệp Thần vừa định hỏi Lăng Thiên Tiễn Thần như thế nào giúp mình. Nhưng là phát hiện một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang vần quanh ở Chu Thiên Thần Ma Thương chừng. Giờ khắc này, Chu Thiên Thần Ma Thương lại và Lăng Thiên Tiễn Thần chuôi này trường thương có chút tương tự. Ta lấy một chút thần niệm lực hội tụ tại ngươi trường thương bên trên, chỉ ít để cho ngươi có đối kháng bọn họ vốn. Một khắc sau, từng cơn đạo vết chập chờn truyền ra, để cho Mạc Hàn Đông và Mạc Lãng hai người không khỏi lẫn nhau nhìn xem, đáy mắt cũng có chút kinh ngạc. Còn con này chạm ách cảnh giới nhỏ con kiến hôi, lại tiện tay sử dụng một chuôi để cho bọn họ thất thần chốc lát vũ khí. Loại binh khí này, cho dù là ở thần quốc trong biên giới các phe thế lực lớn trong tay, cũng không có nhiều ít kiện. Không thể không nói, ngươi thật sự để cho chúng ta rất kinh ngạc. Nhưng ngươi đại khái suy nghĩ nhiều, nghĩa phụ đúng là không để cho ta hai người giết ngươi, lại không có nói không thể đối với ngươi động thủ. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Hàn Đông cách mấy chục trượng khoảng cách, giơ tay lên liền diễn hóa ra liền pháp tướng thiên địa, một cái bàn tay thẳng chộp tới Diệp Thần. Thiên thần cảnh cường giả nhất kích, một khi rơi xuống, đủ để cho cái này hơn nửa thế giới nhỏ cũng hóa thành bụi. Cho dù Mạc Hàn Đông cố ý khống chế lực lượng, cái này đơn giản bỗng chốc, vẫn có thể để cho Diệp Thần chung quanh mấy chục trượng trong phạm vi đất đai hóa là đất khô cằn. Như vậy phương thức công kích, hiển nhiên là cực kỳ miệt thị Diệp Thần, đối phương căn bản không cho rằng Diệp Thần có tư cách phản kháng. Giống như là một cái đại nhân ở đối mặt trẻ con 3 tuổi mà, trực tiếp giơ tay lên chộp tới, căn bản không cho rằng ngươi có thể chạy khỏi. Xích! Diệp Thần huy động trường thương, tầng 7 huyết quang đột nhiên bùng nổ. Đối phương lấy bàn tay hóa cũi, mà hắn thì phải lấy tuyệt đối mũi nhọn tới phá hỏng cái này, thiên. Chu Thiên Thần Ma Thương nhẹ nhàng chấn động, chùm tua phong sở trí, hư không không nứt ra, từng đạo vết rách bên trong lộ ra cửu sắc huyễn thải, đạo vết như nước gợn sóng gột rửa mở, một kích toàn lực dưới. Cái này một thương lực lượng, tuyệt không kém gì thiên thần cảnh nhất tầng thiên cường giả. Mũi thương cùng bàn tay va chạm, toàn bộ thế giới nhỏ cũng lay động. Đinh tai nhức óc một tiếng vang thật lớn truyền ra, nơi trung tâm hư không sụp đổ, kinh khủng thần huy đem vùng lân cận không gian cũng cháy hòa tan. Lực lượng nổ tung lúc đó, chung quanh rừng đá, đất cát ngói vụn ở khoảnh khắc bây giờ liền gặp phải mãnh liệt nhất đánh vào, lập tức liền biến mất không thấy. Phảng phất từ không tồn tại qua. Thậm chí liền liền vùng lân cận mấy ngọn núi lĩnh, vậy đang nhanh chóng tan rã, khí hóa, trừ vậy luân hồi tinh thạch ra, hết thảy cũng không tồn tại nữa. Phốc! Diệp Thần lảo đảo thụt lùi, ha mồm phun ra một miệng đỏ bừng máu, trên mặt thêm mấy phần trào lưu sắc. Hắn lấy Chu Thiên Thần Ma Thương đâm trên đất, chống đỡ mình thân thể. Một kích này, mặc dù bị hắn hóa giải, tự thân cũng không bị quá nặng thương thế. Nhưng linh lực trong cơ thể nhưng tiêu hao không thiếu. Cuối cùng là chênh lệch quá xa, ước chừng vượt qua một cái cảnh giới lớn còn nhiều. Đối thủ tùy tiện nhất kích, hắn liền được toàn lực ứng phó, một lần hai lần cũng còn có thể ngăn cản, nhưng cái này dạng là không giải quyết được vấn đề. Dĩ nhiên, Diệp Thần cái này một nhát thương đâm ra, cũng không có chút nào chiến quả. Đối diện Mạc Hàn Đông, giờ phút này đang cau mày nhìn hắn bàn tay kia tim. Cảm giác đau nhói không ngừng truyền tới, lòng bàn tay một đạo chữ thập hình vết thương đang ồ ồ chảy máu, dữ tợn vết thương chỗ còn lưu lại có Diệp Thần đánh ra quy luật đạo vết, ý định giết người ăn mòn máu thịt, ngăn trở vết thương khôi phục. Nho nhỏ một cái chỗ rách, đối với Mạc Hàn Đông như vậy thiên thần cảnh cường giả mà nói, dĩ nhiên là không coi vào đâu. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt, hơi một vận chuyển công pháp, liền hóa giải nơi vết thương ý định giết người và còn sót lại quy luật. Vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, thời gian đảo mắt liền khôi phục bình thường. Nhưng ở Mạc Hàn Đông xem ra, như vậy vết thương, đã là đối với hắn một loại sỉ nhục. Thiên thần cảnh, chấn áp một cái chảm ách tầng 8 thiên con kiến hôi, lại có thể bị đả thương ngược lại, dù là ước chừng chỉ là một nho nhỏ vết thương, vậy cũng không thể tiếp nhận. Mạc Hàn Đông ánh mắt híp lại, rét lạnh ý định giết người ngay tức thì phong tỏa ở Diệp Thần trên mình. Lạnh trầm trầm nói, người rất xuất sắc, một kích toàn lực, lại có thể bộc phát ra vượt qua hỗn độn đỉnh cấp lực lượng. Từ cổ chí kim,
có thể làm đến bước này, cũng không có mấy người. Bất quá, tu vi không đủ liền là không đủ. Người ta bây giờ, chênh lệch giống như thiên địa, tại ta mà nói, người đỉnh hơn coi như là con kiến hôi bên trong dài đôi so với là sắc bén kềm thật đáng buồn người. Người kềm tổn thương ta, ta đem sẽ lấy gấp 10 gấp trăm lần lực lượng vẫn còn cho ngươi. Rác rưởi cuối cùng là rác rưởi, con kiến hôi cũng dám hám thiên. Dũng khí chẳng qua là tên yếu đáng buồn tự mình an ủi, hiện tại, chuẩn bị nghênh đón ta lửa giận đi. Ta muốn giết ngươi, giống như nghiền nát gà vườn chó đất vậy dễ dàng. Mạc Hàn Đông thanh âm lạnh như băng, ý định giết người để cho chung quanh bị di vì đất bằng phẳng mặt đất ngưng tụ lên một tầng băng xương. Hắn xuất thủ lần nữa, không có bất kỳ hoa tiếu gì động tác, chỉ là hướng Diệp Thần một chỉ điểm ra, nháy mắt bây giờ, một đạo nhỏ vụn kim mang từ vậy đầu ngón tay bay ra, đột nhiên sau khi biến mất, ngay tức thì xuất hiện Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần sát ý phun trào, mới vừa muốn ra tay, bên tai vang lên lần nữa Lăng Thiên Tiễn Thần thanh âm. Lấy lực lượng của ngươi bây giờ muốn làm thương nặng đối phương không quá có thể. Ta chỉ ngươi một chiêu thuật pháp, thuật này pháp là Man Thiên Quá Hải. Bóp chết hết thảy. Diệp Thần con ngươi ngưng động, cảm ơn tiền bối. Một giây kế tiếp, Mạc Hàn Đông chỉ gian ánh sáng rực rỡ bung ra, tại một chút bây giờ toát ra sát ý vô tận, chân không đột nhiên nghiền, cho dù là Diệp Thần đã phản ứng cực nhanh, ở trong thời gian ngắn nhất lướt ngang trăm trượng xa, vẫn bị ảnh hưởng đến. Trên người hắn máu tươi nhiễm đỏ dưới chân đất đai. Nếu không phải hắn có một bộ cực kỳ cường đại thân xác và kinh người sức khôi phục mà nói, sợ rằng cái này bỗng chốc liền có thể phải đi hắn nửa cái mạng. Linh lực bốc hơi lên, tổn thương thân thể nhanh chóng sống lại, phục hồi như cũ. Diệp Thần thần sắc vậy khá là ngưng trọng, trước mặt cái này hai cái minh điện cường giả, hiển nhiên cùng hắn trước ở minh điện nơi gặp phải những người đó không giống nhau. Đây tuyệt đối là minh điện bên trong trừ Mạc Huyết Minh ra cường đại nhất một người trong. Nhìn như thật đơn giản chỉ một cái, lại có giết tuyệt uy lực. Thân pháp không tệ, bất quá, bị bổn tọa khí cơ phong tỏa, ở nơi này vùng thế giới nhỏ bên trong, người cảm thấy người lại có thể tránh thoát mấy lần. Mạc Hàn Đông sắc mặt băng hàn, cười nhạt liền liền. Cho dù là ở Diệp gia tổ địa bên trong không cách nào phi hành, nhưng đối với hắn như vậy cường giả mà nói. Nhưng chưa nói tới chân chính trên ý nghĩa hạn chế. Bước ra một bước, liền đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần bên người, giơ tay lên liền nắm được Diệp Thần cổ. Oanh! Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người phải, Diệp Thần, thân thể lại đột nhiên bùng nổ, một phiến kinh khủng ánh sáng rực rỡ xông lên trời không, vô số quy luật trật tự ở trong hư không tóe ra, hình thành lực sát thương lớn nhất công kích. May là Mạc Hàn Đông tu vi mạnh mẽ, vẫn bị thương không nhỏ thế. Cả người cũng im lìm hừ một tiếng, trên người áo bào đen hoàn toàn trở thành mảnh vỡ, lộ ra bên trong màu đen sức lực gắn, hơn nữa trên mình xuất hiện mấy chục đạo máu rầm rề vết thương. Hiển nhiên, bị Mạc Hàn Đông nắm được chỉ là Diệp Thần ảo ảnh, cũng không phải là thân phận thật sự. Diệp Thần lấy thân làm mồi, gan lớn bằng trời tính toán Mạc Hàn Đông. Vị thiên thần này cảnh cường giả đột nhiên quay đầu, nhìn về một cái hướng khác, nơi đó. Diệp Thần đang mặt đầy tái nhợt đứng. Như một tôn ngạo cốt đứng thẳng tại giữa trời đất, thậm chí khóe môi nhếch lên một món nụ cười thản nhiên nhìn hắn. Đáng tiếc à, ta đều như vậy mạo hiểm, vậy không có thể để cho ngươi thương cân động cốt. Lời này, một nửa là giễu cợt, một nửa vậy là thật thương tiếc. Dẫu sao là thiên thần cảnh cường giả, cho dù là vận dụng một ít bí pháp, gần như tại lấy mạng đổi mạng phương thức. Cũng chỉ là để cho Mạc Hàn Đông bị chút tổn thương, không có thể đem giết chết. Diệp Thần đáy lòng yếu ớt thở dài, cái này mới mấy chiêu, mình trong cơ thể lực lượng nhưng cơ hồ tiêu hao hết sạch. Cùng thiên thần cảnh chiến đấu, thật đặc biệt không phải là người làm chuyện. Mạc Hàn Đông, người rốt cuộc là đang chơi mèo vần chuột, hay là thật biến thành phế vật. Lại hai lần ba lần bị như thế một con kiến hôi đả thương, truyền trở về. Toàn bộ minh điện người sợ là đều phải đối với ngươi, nhìn với cặp mắt khác xưa. Mạc Lãng thanh âm ở cách đó không xa vang lên, hắn giống vậy kinh ngạc tại Diệp Thần sức chiến đấu, chỉ bất quá không hề nhận làm cái này có thể lật lên cái gì sóng. Cho nên hắn tâm tình bây giờ rất thoải mái, hai người quan hệ mặc dù không tệ, nhưng cũng không trở ngại hắn vào lúc này nhạo báng nhà mình vị này đồng bạn. Mở miệng một con kiến hôi, ngậm miệng một con kiến hôi.
Minh Điện người chẳng lẽ đều là vừa sanh ra thì có hỗn độn cảnh tu vi? Diệp Thần cười lạnh nói. Mạc Lãng quét hắn một mắt, thần sắc khá là khinh miệt, Diệp Thần, ngươi lấy vì ngươi là cái gì? Tên yếu cũng muốn lấy được tôn trọng sao? Ha ha ha! Diệp Thần sát ý lạnh như băng phun trào, Lăng Tiêu võ y phóng lên cao. Đích xác, ta chưa tính là cái gì cường giả, bất quá, các ngươi muốn giết ta, vậy không như vậy dễ dàng. Ta cũng muốn xem, các ngươi cái này, cây lớn, rốt cuộc muốn tiêu phí nhiều ít thời gian mới có thể giết chết ta cái này kiến càng đâu. Có thể đừng quay đầu lại để cho ta cho dung chuyển ngọn cây, vậy coi như thật mất mặt. Kiến càng hám cây, dung chuyển thì đã có sao. Trong cơ thể linh lực hao hết, người hiện tại cùng dê con đợi làm thịt có gì khác biệt. Mạc Lãng con người híp lại, nhàn nhạt nói. Nói xong, hắn ấn đường lau một cái chói lọi lóe lên, một tòa lò lửa nho nhỏ bay ra, vào mà không ngừng phóng đại, thoáng qua bây giờ liền trở thành một tòa đồ vật khổng lồ. Màu xám trắng lò tên là trời tuyệt minh lò lửa, chính là vượt qua tuyệt khí cổ khí. Có thể gặp minh điện nội tình có bao nhiêu thâm hậu. Bất quá, cái này kiện cổ khí ở Mạc Lãng trong tay, hiện ra uy lực cùng Chu Thiên Thần Ma Thương lại không giống thường ngày mà nói. Từ xuất hiện một khắc kia bắt đầu, cái này kiện cổ khí liền bay đến Diệp Thần đỉnh đầu, tiếp theo, vô tận uy áp cùng quy luật ngay tức thì cầm giữ thần lò phía dưới không gian. Để cho Diệp Thần quanh thân đều bị hạn chế, khó mà nhúc nhích. Đây là phải lấy phương thức trực tiếp nhất chân áp hắn. Hiện tại, người còn có thể vùng vẫy sao? Mạc Lãng cười lạnh một tiếng, giơ tay lên nhẹ nhàng đi xuống đè một cái, uy áp liền tăng cường gấp mấy lần, Diệp Thần đầu gối chuyển tới lần lượt thay nhau chi âm, dâu ria không nhúc nhích. Nếu không phải có thần ma thương chống đỡ, hắn thiếu chút nữa liền không chống nổi. Phốc! Đứng là đứng lại, có thể trong cơ thể ngũ tạng lục phủ lại nhận được trực tiếp nhất đánh vào, Diệp Thần khóe miệng không ngừng tràn đầy máu tươi. Mạc Lãng và Mạc Hàn Đông thấy vậy, đồng loạt cười lên, ánh mắt hài hước, nhất là Mạc Hàn Đông, tựa hồ là vì trả thù, lật tay một chưởng cách không đánh ra. Nhưng mà, quỷ dị chuyện xảy ra. Một đạo ánh sáng màu vàng bao trùm ở Diệp Thần chừng. Một chưởng kia lực lượng lại hoàn toàn tiêu tán. Bất quá ở hai trong mắt người, đây bất quá là bí pháp mà thôi, coi là không được cái gì. Kết cục đã bị bọn họ nắm trong tay, không phải sao? Ha ha, con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, cũng dám theo chúng ta gọi nhịp. Một cái chảm ách cảnh, thiên phú tuyệt luân thì như thế nào? Chưa trưởng thành trước, vẫn là phế vật. Yên tâm, ta sẽ không rất mau giết ngươi, ngươi không phải thiên tài sao? Muốn dung chuyển cây lớn. Được a, người trước dung chuyển bỗng chốc ta chỗ tòa này thiên tuyệt minh lò lửa đi. Mạc Lãng nói xong, vậy thần lò nơi thả ra uy áp lại cường thịnh không thiếu, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Diệp Thần cảm giác được mình xương cốt đã có vết rách. Hắn răng cắn chặt, trên trán gân xanh lộ ra, mắt thấy đã đến cực hạn. Có thể chính là như vậy, Diệp Thần vẫn còn kiên cường ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Lãng và Mạc Hàn Đông, một bên khạc bọt máu. Vừa nói, hám thiên không dễ dàng, hám người chỗ tòa này phá lò, ta thật đúng là có thể làm được. Lăng Tiêu võ ý, đồ thần phá thiên, hủy diệt mộ đạo, mở. Diệp Thần một tiếng thét dài, toàn thân khí huyết giống như liền lửa như nhau điên cuồng thiêu đốt, linh lực bừng bừng bốc hơi lên, một cổ cực mạnh hủy diệt cảm giác tràn ngập toàn bộ thế giới nhỏ. Lực lượng đang không ngừng leo lên, mắt thấy cũng sắp không nhịn được hắn, lại từ từ đứng lên. Hơn nữa hai tay chậm rãi chống lên trong tay Chu Thiên Thần Ma Thương. Đây là, hủy diệt mộ đạo. Trảm ách cảnh làm sao có thể nắm giữ hủy diệt mộ đạo? Không đúng, không chỉ hủy diệt mộ đạo, lực lượng này có cổ quái. Nhưng mà, vừa dứt lời, Mạc Lãng và Mạc Hàn Đông sắc mặt liền chợt cứng đờ, hai người ánh mắt ngay tức thì nhìn chăm chú vào Diệp Thần nơi mi tâm nổi lên vậy cái hạt châu. Máu phách phong thần châu. Ẩn chứa vô tận sinh mạng thượng cổ vật, đại biểu sinh mạng phép tắc chí bảo. Mạc Lãng và Mạc Hàn Đông mặc dù không có thể nhận ra, nhưng lại từ nơi này cái cổ châu lên nơi phóng thích ra chập chờn cùng đạo vết quy luật cảm giác được nó phi phàm chỗ. Diệp Thần vốn là bởi vì thi triển phần huyết quyết mà không ngừng khô khốc huyết khí, ở nơi này cái chí bảo bị thúc dục sau đó, lập tức được bổ sung, nháy mắt tức thì, liên tục không ngừng huyết khí ở sinh mạng phép tắc thúc sanh hạ.
tràn vào Diệp Thần trong cơ thể, sau đó lại bị phần huyết quyết như vậy cấm kỵ pháp môn diễn biến thành cường đại lực lượng. Thậm chí, hủy diệt mộ đạo và vô tận sinh mạng bắt đầu hòa vào nhau. Dung hợp, tầng tầng chồng lên, cuồn cuộn không ngừng. Rốt cuộc, theo Diệp Thần đích một tiếng gầm thét, Chu Thiên Thần Ma Thương nuốt phun ra một cổ sáng chói nhất mũi nhọn, vang vang chi âm chấn động hoàn vũ, thậm chí xuyên thấu qua chung quanh kết giới, để cho bên ngoài hắc vụ cũng đi theo lật cuốn lại. Đang, kim loại rung động chi âm truyền tới, Thiên Tuyệt Minh lò lửa một tiếng rung động, toàn bộ lò lửa cũng thật cao bay. Cái này đã không chỉ là rung chuyển, mà là hoàn toàn đánh bay. Phốc, thần lò cùng Mạc Lãng tâm thần nghĩ thông suốt, Diệp Thần một kích này, không chỉ là đánh bay thần lò, giống vậy cũng để cho Mạc Lãng tâm thần gặp đòn nghiêm trọng, sắc mặt nhỏ trắng, há mồm liền phun ra một miệng đỏ bừng máu tươi. Xúc mục kinh tâm, Diệp Thần tròng mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn cách đó không xa hai người, nhàn nhạt nói kiến càng dung chuyển cây lớn cũng không quá như vậy. Ngươi thành công chọc giận ta. Mạc Lãng chợt ngẩng đầu, con mắt rét lạnh vô cùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, lời còn chưa dứt, hắn thân hình liền thoáng hiện đến Diệp Thần trước mặt. Trong tay hắn xuất hiện một chuôi cực kỳ lạnh như băng kiếm. Hắn vận dụng toàn lực, còn như Mạc Huyết Minh giao phó, đều bị hắn quên đi. Hắn muốn Diệp Thần chết. Một giây kế tiếp, một cổ cuồng bạo hết sức lực lượng hạ xuống, Diệp Thần cũng không để ý thương thế. Huyết quang phun trào, thiên yêu thân thể phóng thích, vô tận yêu lực hội tụ. Chân võ ý, kích động ra, trường thương bên trên, huyết quang hào phóng, cuồn cuộn kiếm quang, như chư thiên tinh thần chết, hướng đối phương đi. Thương mang bên trong, hàm chứa một đạo khí tức hủy diệt. Thậm chí đi đôi với một đạo kinh thiên nộ hống. Thoáng qua, Diệp Thần thương, liền cùng Mạc Lãng kiếm, xảy ra va chạm. Một khắc sau, Mạc Lãng lui về phía sau 10 bước. Mà Diệp Thần nhưng là rất miễn cưỡng nện xuống đất. Một cái hố sâu to lớn hiển lộ. Nguy rồi, người này động giết tim, hắn bây giờ thật sẽ đối Diệp Thần hạ sát thủ. Luân hồi mộ địa bên trong, thương cổ thần y nhìn Diệp Thần thương thế, cấp được như con kiến trên chảo nóng. Ta hiện tại không thể trực tiếp thao túng hắn thân thể, hắn cái này trạng thái, căn bản chịu đựng không dậy nổi ta thi triển ra võ đạo ý vận cắn trả. Ta đem lực lượng ra chỉ ở hắn vậy trường thương bên trên, cũng là cân nhắc đến cái này tiểu thế giới cấm chế. Đáng chết! Lăng Thiên Tiễn Thần cao mày, có tim hỗ trợ, cũng không dám thiện động. Diệp Thần, mau, dùng máu phách phong thần châu, nhanh chóng khôi phục huyết khí, ít nhất phải khôi phục thương thế, nếu không Lăng Thiên Tiễn bối hắn không cách nào ra tay. Thương cổ thần y vội vàng hô to. Lúc này Diệp Thần, thần niệm đều có chút hỗn loạn. Thiên thần cảnh tu vi Mạc Lãng, toàn lực nhất kích, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Mạc Lãng có thể bị Mạc Huyết Minh đào tạo, thiên phú tự nhiên cực kỳ yêu nghiệt. Lại phối hợp tu vi, ý tứ là trước khủng bố. Hiện tại, Diệp Thần thương thế quá nặng. Bất quá, thương cổ thần y kêu gọi, cuối cùng vẫn có chút tác dụng. Xách một miếng cuối cùng khí, Diệp Thần dùng hết toàn thân khí lực thúc dục vậy cái máu phách phong thần châu. Cùng lúc đó, Mạc Lãng công kích vậy đến lần nữa. Oanh! Một cổ khí toàn vậy đạo văn nổ tung, sóng trùng kích hướng bốn phương cuộn sạch đi, mơ hồ bên trong, có ánh sáng màu đỏ đang lấp lánh. Bụi mù tràn ngập bốn phương, che đậy tất cả tầm mắt, liền liền thần niệm vậy ngăn cách. Mạc Lãng và Mạc Hàn Đông lẫn nhau nhìn xem, chết sao? Người có thể được cầu nguyện mạng hắn cứng rắn một ít, nghĩa phụ đã thông báo, hắn tạm thời không thể chết được. Mạc Hàn Đông khẽ nhíu mày. Mới vừa rồi Mạc Lãng ra tay quá nhanh, hắn chưa kịp ngăn trở, thật nếu là vi phạm nghĩa phụ giao phó, nghĩ đến Minh Điện bên trong những cái kia xe trước chi ký, Mạc Hàn Đông đáy lòng cũng có chút sụt rè. Theo bụi mù tản đi, làm hai người thấy rõ trong sân tình huống lúc đó, liền đồng loạt đổi sắc mặt. Chỉ gặp Diệp Thần lại hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó, quần áo trên người nhìn như mặc dù rách dưới. Thế nhưng một thân khí tức kinh khủng, nhưng hoàn toàn không giống trước đây, chừng như hai người. Rốt cuộc là thượng cổ vật, ở lúc mấu chốt, máu phách phong thần châu hoàn thành đối với Diệp Thần thương thế hồi phục, cũng cho Lăng Thiên Tiễn Thần nhập vào người cơ hội. Mạc Lãng tuy mạnh, nhưng ở Lăng Thiên Tiễn Thần trước mặt, nhưng coi là không được cái gì. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao cảm thấy,
hắn thật giống như thay đổi người. Mạc Lãng cau mày. Hơi thở hoàn toàn khác nhau, thậm chí, để cho ta có chút lòng rung động. Mạc Hàn Đông cũng nói. Đối diện, Diệp Thần trong mắt chậm rãi mở ra, cặp mắt bên trong, giống như hai cái hắc động vậy thâm thúy vô cùng, mơ hồ gian lại có tinh thần tan thành mây khói cảnh tượng hiện lên. Hai con kiến hôi lấy tu vi đè người, để cho ta rất không vui. Không bằng lại tới thử một lần, xem ta rốt cuộc có thể hay không dung chuyển các ngươi. Hơi có vẻ thanh âm khàn khàn truyền tới, Diệp Thần lúc nói chuyện, toàn thân cao thấp đột nhiên hiện ra một cổ lăng tiêu chiến ý, sôi sục hơi thở không ngừng tăng cường, tầng tầng tăng lên, khí thế đang nhanh chóng leo lên. Giả thần giả quỷ, Mạc Lãng hừ lạnh một tiếng, chiêu cũ lặp lại, lại đột phá lần nữa đến Diệp Thần trước mặt, hai tay đánh ra một phiến khủng bố đạo văn. Nhưng mà, để cho hắn kinh ngạc phải, lần này, Diệp Thần lại có thể không có giống như tưởng tượng như vậy bị đánh bể, ngược lại là dễ dàng tiếp nhận một kích này, thậm chí không bị thương chút nào. Ngươi, Mạc Lãng hơi biến sắc mặt, đang muốn nói cái gì, Diệp Thần lên tiếng, ta vũ khí tuy là cung và thương, nhưng ngươi không xứng ta vận dụng. Dứt lời, một cổ cực hạn chiến ý, và vượt qua thần quốc chân võ ý trong nháy mắt bùng nổ, hoàn toàn nghiền ép Mạc Lãng thực lực. Phốc, gần trong gang tấc một quyền. Thẳng ngay Mạc Lãng thân thể đánh tới, hắn căn bản không có tránh né cơ hội, toàn bộ thân thể tại chỗ liền nổ lên, hóa là một phiến xương máu. Thần niệm trực tiếp bị đánh bể, liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng chính là thần hồn câu diệt. Liền liền Diệp Thần vậy kinh sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Thiên Tiễn thần thực lực như thế khủng bố. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Lăng Thiên Tiễn thần năm đó chu diệt vực ngoại vô số thiên ma. Thực lực làm sao có thể không mạnh? Mạc Lãng. Mạc Hàn Đông trợn to hai mắt, mặt đầy vẻ hoảng sợ, tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể ở nơi này giây phút tựa như đột nhiên biến thành một người khác, trực tiếp đem thiên thần cảnh nhất tầng thiên Mạc Lãng cho đánh bể. Lập tức, hắn không nói hai lời, xoay người liền hướng kết giới ra bay đi, căn bản không dám suy nghĩ nhiều. Đối phương có thể như vậy ung dung giết chết Mạc Lãng. Vậy hắn Mạc Hàn Đông vậy tuyệt không phải là đối thủ. Muốn đi, bị ta khí cơ phong tỏa, ngươi lấy vì ngươi có thể đi được hết sao? Sau lưng thanh âm truyền tới lúc đó, Mạc Hàn Đông không khỏi cảm thấy một hồi cảm giác quen thuộc, cái này cùng trước đây mình chế giễu Diệp Thần lúc biết bao giống nhau à. Nhưng cố nhiên như vậy, hắn vẫn là phải đi. Dù là nhiệm vụ thất bại, dù là nghĩa vụ phạt nặng, hắn tu luyện nhiều năm như vậy. Cũng không muốn công dã tràng. Cũng may, Mạc Hàn Đông tu luyện bí pháp, ngay tức thì đi tới kết giới chỗ. Khoảng cách như vậy, vậy Diệp Thần hẳn không có thể đuổi kịp mình. Nhưng mà, Mạc Hàn Đông lại không có chú ý tới, ở một cái khác cuối, một người thanh niên trong tay lại xuất hiện một cái cự cung. Cự cung kéo ra, thanh niên trong mắt tràn đầy rửng rưng. Trong một cái chớp mắt này, hắn tựa như hoàn toàn dung nhập vào cự cung bên trong. Dây cung kéo ra, một đạo trường thương hư ảnh ngay tức thì mà thành. Phía trên lại là lưu động cực kỳ cổ xưa phù văn. Lăng Thiên mũi tên, huyền động, thần vẫn, mở. Nháy mắt tức thì, toàn bộ bí cảnh cũng vang lên cái này lời nói. Dây cung phóng thích, một đạo lưu quang tựa như phá vỡ thiên địa. Mà ở cuối Mạc Hàn Đông thân thể cứng ngắc, giờ khắc này, hắn cảm giác được bị tử thần phong tỏa. Một món đỏ rực chỉ từ Mạc Hàn Đông sau lưng bay tới. Mạc Hàn Đông không hổ là thiên thần cảnh cường giả, hắn ngay tức thì sử dụng một khối minh điện ngọc bài. Ngọc bài ánh sáng chớp mắt, một cái phù văn to lớn chi thuẫn xuất hiện ở sau lưng. Đụng! Một tiếng vang thật lớn. Phù văn chi thuẫn, minh điện bảo vệ lại tại chỗ vỡ vụn. Rồi sau đó, thổi phù một tiếng, ánh sáng qua lại. Một mũi tên liền đem hắn thân thể đoạn vì hai đoạn, hạ một hơi thở, Diệp Thần bóng người mang một chùm tàn ảnh, mấy cái lóe lên bây giờ liền đi tới trước mặt hắn. Mạc Hàn Đông sắc mặt thảm trắng, trong con người đều là kinh hoàng. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng chỉ là chảm ách cảnh tầng 8 thiên tu giả, tại sao sẽ đột nhiên gian có như thế thực lực cường đại? Hắn cảm giác đối mặt mình không phải một người thanh niên, mà là một tôn coi thường hết thảy mũi tên thần. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thần lãnh đạm nhìn lướt qua Mạc Hàn Đông, lắc đầu một cái, không thú vị.
Than nhẹ sau đó, Lăng Thiên Tiễn Thần liền không lãng phí nữa thời gian, chỉ điểm một chút ở Mạc Hàn Đông ấn đường, lớn bằng ngón cái lỗ máu bung ra, trực tiếp từ ấn đường mặc đến sau lưng mặt đất, liên quan Mạc Hàn Đông thần niệm hồn phách toàn vào giờ khắc này bị chấn bể. Thành tựu Minh Điện đệ tử kiệt xuất nhất một trong, Mạc Hàn Đông ở chỗ này lần đi ra lúc thi hành nhiệm vụ, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ chết. Trọng yếu hơn chính là, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ chết ở Diệp Thần trong tay. Chính là chảm ách cảnh tầng 8 trời, dựa vào cái gì có thể uy hiếp được hắn. Nghĩa phụ lại vẫn đặc biệt dặn dò muốn hơn chú ý người này, hơn nữa có thể động thủ, lại không thể giết chết. Trên người người này rốt cuộc có bí mật gì? Như vậy ý tưởng, cho dù là đến Mạc Lãng bị giết trước, Mạc Hàn Đông cũng là như vậy nghĩ. Nhưng ở Lăng Thiên Tiễn Thần cuối cùng lấy một ngón tay điểm chết hắn một khắc kia, Mạc Hàn Đông phát hiện mình tựa hồ muốn rõ ràng. Mạc Huyết Minh đặc biệt dặn dò nguyên nhân, có lẽ chính là bởi vì người này trước đây sau chừng như vấn đề của hai người chứ. Nghĩa phụ chẳng lẽ biết được người này có một loại đặc thù nào đó lá bài tẩy, biết chúng ta không đánh lại, cho nên mới sẽ như vậy. Đáng tiếc, như vậy ý tưởng, vậy chỉ là chợt lóe lên, liền theo vậy bị chấn bể thần niệm hồn phách cùng nhau tiêu tán, đến chết, Mạc Hàn Đông cũng không biết mình rốt cuộc là đã đoán đúng vẫn là đoán sai rồi. Trước khi chết, cuối cùng hiện lên ở Mạc Hàn Đông trong lòng, lại là kiến càng, cây lớn, con kiến hôi. Những từ ngữ này, diễu cợt phải, quay đầu lại, mình cũng bất quá là bị người dễ dàng dùng một ngón tay, ấn, chết con kiến hôi thôi. Lăng Thiên Tiễn Thần rời đi Diệp Thần thân thể, trở lại luân hồi mộ địa. Diệp Thần, ta cần một đoạn thời gian khôi phục, mấy ngày nay, tận lực không muốn tìm lại ta. Còn nữa, người thân thể hiện tại rất yếu ớt. Một khắc sau, Diệp Thần liền phát hiện Lăng Thiên Tiễn Thần trở lại mộ bia bên trong. Mà mới vừa lấy lại đối với mình quyền khống chế thân thể, một cổ nặng nề cảm giác mệt mỏi liền tập kích lên trong lòng. Diệp Thần lảo đảo một cái, thiếu chút nữa liền ngã trên đất. Hắn khó khăn mở mắt ra, nhìn xem trước mặt chết không nhắm mắt Mạc Hàn Đông, hơi thở mong manh nói chết. Chết ở Lăng Thiên Tiễn Thần thủ hạ, các ngươi. Không, thua thiệt. Diệp Thần đặt mông tê liệt ngồi trên mặt đất, mạnh chống thân thể, tận lực điều chỉnh khí tức trong người. Kinh này đánh một trận, Diệp Thần trong cơ thể đã là trống trơn như vậy, tất cả lực lượng cũng tiêu hao không còn một mống. Cái gì đều không còn lại, được thua thiệt là có máu phách phong thần châu, có thể kịp thời bổ sung huyết khí, nếu không, hắn bây giờ không có cái 2-3 ngày, tuyệt đối vẫn chưa tỉnh lại. Một bên điều chỉnh thân thể, Diệp Thần cũng không khỏi nhìn xem luân hồi tinh thạch bên kia, trong lòng ngầm nói cũng không biết truyền thừa khảo hạch tiến hành được thế nào. Minh Điện người đi tới nơi này là vì cướp lấy luân hồi tinh thạch, cái này liền thuyết minh hơn phân nửa có biện pháp khác có thể cướp đi khối đá này. Mà không phải là cũng chỉ có Diệp gia có năng lực. Hy vọng Diệp Lăng Thiên bọn họ có thể mau chút, tiếp tục kéo đi xuống, cũng không ai có thể bảo đảm biết hay không đêm dài lắm mộng. Xoát! Nhưng vào lúc này, luân hồi tinh thạch bên kia, trong hư không ánh sáng chợt hiện, mười mấy đạo nhân ảnh rơi xuống ra, chính là Diệp Lăng Thiên và Diệp Thăng bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Thất bại! Ta vẫn còn ở khảo hạch trong quá trình, cái này thì kết thúc sao? Diệp Thăng và Diệp Đàm Trúc các người trố mắt nhìn nhau, Diệp Nghê Thường và còn lại Diệp gia đệ tử cũng đều là vẻ chần chờ. Bất quá bọn họ rất nhanh phát hiện, người nơi này đếm không hề đủ, có hơn 10 cái Diệp gia đệ tử còn chưa xuất hiện. Chỉ có Diệp Lăng Thiên tay cầm một cán trường thương, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm luân hồi tinh thạch, sắc mặt mặc dù trắng bệch, vẫn còn ở từng ngụm thở hào hền, có thể đáy mắt nhưng mơ hồ có lau một cái kích động. Trên người hắn thậm chí còn có chút thương thế, nhìn ra được hắn mới vừa ít nhất cũng là trải qua một tràng chật vật chiến đấu. Lăng Thiên sư huynh, Diệp Nghê Thường nhẹ nhàng kêu một tiếng mà, bất quá nhưng không có được Diệp Lăng Thiên đáp lại. Trời ơi, nơi này chuyện gì xảy ra? Lúc này, mấy cái khác Diệp gia đệ tử rốt cục thì phát hiện chung quanh tình huống, cùng bọn họ tiến vào truyền thừa trước khảo hạch bộ dáng thay đổi hoàn toàn. Rừng đá không thấy. Núi non trùng điệp bị rời bằng nhau, bốn phía một phiến hoang vu, trong không khí còn tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh mà. Mọi người nhìn chung quanh một vòng, lập tức phát hiện trên đất hai cổ thi thể, vậy nhìn thấy ngồi xếp bằng dưới đất điều chỉnh hơi thở Diệp Thần. Diệp công tử, thấy Diệp Thần cả người vết máu hình dáng, Diệp Nghê Thường kêu lên.
Nàng theo bản năng muốn đi tới xem, nhưng có người so nàng nhanh hơn, một cái bóng đen thoát ra, ngay chớp mắt liền đi tới Diệp Thần trước mặt, hơn nữa nửa quỳ xuống, thần sắc khá là khẩn trương, điện chủ, ngài không có sao chứ? Tạm thời không có chuyện làm, Diệp Thần nhẹ giọng nói. Quan tâm sẽ bị loạn, Diệp Lăng Thiên lời này, nhất thời sẽ để cho Diệp Nghê Thường dừng bước lại, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một món vẻ kinh dị, điện chủ. Xưng hô này, cái khác những cái kia Diệp gia đệ tử cũng đều hết thảy đều lộ ra liền vẻ nghi hoặc, nhất là Diệp Đàm Trúc cùng Diệp Thăng, hai người lại là có nhiều hoài nghi ý. Điện chủ, ha ha, xem ra, chúng ta vị này ghế thủ lãnh, nhưng mà che giấu không ít sự việc đây. Diệp Thăng nhỏ giọng cười nhạt. Cái này Diệp Lăng Thiên đang đối mặt mấy vị lão tổ thời điểm, vậy không gặp có nhiều tôn trọng, ngược lại là đối với Diệp Thần chấp người làm lễ, trong này nếu là không có mở ám nói, ai tin? Diệp Đàm Trúc vậy quái gở nói câu. Diệp Thăng lại nói tiếp, nhìn dáng dấp, chúng ta lần này tổ tự là thất bại, thành tựu ghế thủ lãnh, truyền thừa khảo hạch thất bại không đóng tim gia tộc tồn vong, nhưng trước quan tâm một cái không quan trọng người, ha ha. Ông, phảng phất là trong chỗ u minh có cảm giác, Diệp Thăng cái này lời vừa mới vừa nói xong, bốn phía hư không liền vang lên một hồi thanh âm lạnh như băng. Đi đôi với những thứ này tiếng vang truyền tới, vậy luân hồi tinh thạch chung quanh trong hư không bắt đầu nổi lên rậm rạp chẳng chịt trận văn. Sáng ngời văn lạc phức tạp mà huyền ảo, những thứ này trận văn vốn là vì bảo vệ và phong ấn luân hồi tinh thạch, nhưng vào giờ khắc này, trận văn nhưng đang chậm rãi biến mất. Đây là... Tất cả đệ tử cũng kinh hãi, bọn họ trợn to hai mắt, một mặt khó có thể tin nhìn vậy rậm rạp chẳng chịt trận văn, nhìn chúng từ bốn phương tám hướng không ngừng thu nhỏ lại. Biến mất. Chẳng lẽ nói, có người thông qua truyền thừa nghi thức, Diệp Thăng và Diệp Đàm Trúc nhìn nhau một cái, lẫn nhau cũng từ trong mắt của đối phương thấy được khiếp sợ. Theo cuối cùng một phiến trận văn tiêu tán, toàn bộ luân hồi tinh thạch chợt khuếch tán ra liền một cổ cường đại chập chờn, giống như là người bị đè nén vô số năm tâm trạng đột nhiên khơi thông như nhau, kinh khủng năng lượng tạo thành một đạo sóng chấn động, ngay tức thì liền đem tất cả mọi người đều lật ở trên mặt đất. Phong ấn trận pháp tự động tiêu tán, ý vị như thế nào, đối với người Diệp gia mà nói, cái này lại không rõ lắm. Vô tận năm tháng tới nay, cách mỗi vạn năm, Diệp gia liền sẽ đưa lên mấy chục tên đệ tử tinh anh, đi tới nơi này phiến tổ địa bên trong định thông qua vậy truyền thừa nghi thức, đạt được tổ tông đồng ý, đem luân hồi tinh thạch lợi dụng lần nữa đứng lên. Có thể mỗi lần đều là thất bại. Lần lượt thất bại. Để cho gia tộc từ trên xuống dưới cũng suýt nữa không có lòng tin. Giống như là mới vừa Diệp Thăng, Diệp Đàm Trúc các người đột nhiên từ khảo hạch trên đường cắt đứt, xuất hiện ở đây vùng thế giới nhỏ lúc đó, bọn họ phản ứng đầu tiên là khảo hạch thất bại, mà không phải là có người thành công. Mà hiện tại, làm giấc mộng này cảnh vậy cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt lúc đó, tất cả mọi người đều giật mình, thật lâu đều không có thể kịp phản ứng. Cho đến Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên bị luân hồi tinh thạch hút tới, mắt thường có thể thấy được quy luật lượn lờ ở Diệp Lăng Thiên trên mình, có vô số đạo vết ở trong cơ thể hắn qua lại. Diệp Đàm Trúc các người thấy vậy, rối rít biến sắc, đây là, luân hồi tinh thạch, đang đối với thông qua truyền thừa nghi thức người kế nhiệm tiến hành quà tặng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, một khi như vậy đại đạo tẩy rửa hoàn thành, Diệp Lăng Thiên ít nhất có thể lại lên hai cái nhỏ nấc thang. Mà cùng lúc đó, nguyên bản gìn giữ ở Diệp Thần trên người máu phách phong thần châu vậy tự động bay ra, vèo bỗng chốc liền vào tới Diệp Lăng Thiên bên người. Giống như một vui sướng đứa nhỏ vậy, vây quanh Diệp Lăng Thiên trên dưới lật bay, qua lại lượn quanh động, từng đạo sinh mạng quy luật hiện ra, để cho Diệp Lăng Thiên khí huyết giống như một tòa thiên lò vậy thịnh vượng. Gia tộc chí bảo, nhận chủ. Điều này đại biểu, thuận lợi thông qua truyền thừa nghi thức người, không phải người khác. Chính là Diệp Lăng Thiên. Nhìn một màn này, Diệp Thăng bỗng nhiên nghĩ tới mới vừa tự nói. Truyền thừa thất bại. Không quan tâm. Trước mắt hết thảy các thứ này, thật giống như một cái bạt tai vang dội, đánh được hắn choáng váng đầu hoa mắt, căn bản không biết nên làm sao hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Cao hứng, cần phải bi thương. Diệp Đàm Trúc tâm tình vậy rất phức tạp, thành tựu Diệp gia đệ tử. Hắn hy vọng Diệp gia lần này tổ tự có thể thành công, nhưng hắn không hy vọng thấy là Diệp Lăng Thiên đạt được đồng ý.
Dù là đổi lại là Diệp Thăng hoặc là Diệp Nghê Thường, cái này hai cái nhiều năm người cạnh tranh, hắn vậy nguyện ý. Theo sau cùng quà tặng nghi thức trong tiến hành, một phần chia Diệp ra đệ tử mặt chứa vui mừng, dùng sức nắm chặt quả đấm, trong lòng đều là hưng phấn. Tổ tự thành công, Diệp ra làm từ bọn họ cái này một đời bắt đầu bước lên quật khởi đường. Bọn họ đem trở thành Diệp ra hơn 10.000 năm qua nhất sáng chói, chiến công huy hoàng nhất một đời người. Cho dù hiện tại bọn họ còn chỉ là nhân chứng, nhưng bọn họ tin chắc, sau này nhất định sẽ có lập công cơ hội. Quật khởi trên đường, tuyệt đối sẽ không thiếu chiến đấu. Mà ngoài ra một nhóm người, chính là theo Diệp Đàm Trúc cùng Diệp Thăng tương tự, tâm tình phức tạp. Hai vị, các ngươi liền dự định làm như vậy nhìn sao? Bỗng dưng, một đạo thanh âm sâu kín ở Diệp Thăng và Diệp Đàm Trúc trong đầu vang lên, hai người theo bản năng nhìn xem lẫn nhau. Trong mắt lộ ra không thiếu kinh ngạc. Hắn bản thân tu vi liền cực cao, hôm nay lại đạt được chí bảo nhận chủ, còn chiếm được thiên thạch quà tặng, một khi nghi thức kết thúc, trạng thái khôi phục lại đỉnh cấp, lại hối hận coi như không còn kịp rồi. Người nọ lần nữa truyền âm cho hai người, trong giọng nói nhiều ít có chứa sát khí, tổ tự đã thành công, ghế thủ lãnh phải chăng tồn tại cũng không trọng yếu, dẫu sao, luân hồi tinh thạch cũng không cần ghế thủ lãnh mới có thể mang đi. Các ngươi suy nghĩ một chút, nhiều năm qua như vậy, chúng ta mấy nhà vì ngày này hy sinh nhiều ít, trả giá nhiều ít, chẳng lẽ chỉ như vậy để cho người ngoài hái được đào sao? Liên tục truyền âm, để cho Diệp Thăng và Diệp Đàm Trúc thần sắc cũng nhỏ lộ vẻ dữ tợn và âm trầm. Cái khác cũng không có vấn đề, nhưng câu nói sau cùng kia nhưng quả thực là bó đến hai người trong tâm khảm. Thành tựu Diệp gia chủ yếu nhất ba thế lực lớn. Bất luận là Diệp Thăng vẫn là Diệp Đàm Trúc sau lưng mạch, những năm gần đây, vì Diệp gia trọng trấn, trả giá vô số tài nguyên cùng hy sinh. Kết quả quay đầu lại, chỗ tốt lớn nhất này, lại muốn rơi vào một cái, người ngoài, trong tay, dù là trên người hắn vậy giữ lại Diệp gia huyết mạch, dù là hắn là thông qua lần này truyền thừa nghi thức người, vậy cũng không được. Nếu truyền thừa nghi thức đã thông qua, Diệp gia trấn tộc chí bảo phong ấn giải trừ, như vậy, người ngoài. Nhiệm vụ của hắn cũng kém không nhiều nên kết thúc. Bất quá, bây giờ còn có vấn đề là được. Như truyền âm người theo như lời, Diệp Lăng Thiên thực lực và huyết mạch cực mạnh, động thủ sau đó, có thể hay không thuận lợi đánh thắng. Ngoài ra, cái này truyền âm người, chỉ sợ cũng mang thai tâm tư khác, nếu không cớ gì nếu như vậy âm thầm cổ động, mà không phải là tự mình đứng ra dẫn đâu. Mặt đối với hai người lo âu, vậy truyền âm người khẽ cười một tiếng. Nói chính là bởi vì Diệp Lăng Thiên thực lực rất cao, cho nên chúng ta ghi bàn thắng binh, không thể lập tức tất cả đều đứng ra phản đối, xuất kỳ bất ý các ngươi luôn là hẳn hiểu chứ. Vậy tại sao không phải chúng ta làm vậy xuất kỳ bất ý người? Diệp Đàm Trúc trầm giọng nói. Lấy hai vị cùng Diệp Lăng Thiên quan hệ, sự việc bùng nổ sau đó, hắn sẽ không để phòng ngươi sao? Âm thầm người kia nói. Diệp Đàm Trúc và Diệp Thăng trầm mặc. Gặp hai người chậm chạp không có trả lời, âm thầm người nọ không khỏi nhắc nhở, còn muốn trì hoãn đi xuống sao. Cùng hắn tiếp nhận quà tặng nghi thức sau khi kết thúc, thực lực mạnh hơn, càng khó giải quyết. Diệp Đàm Trúc cùng Diệp Thăng nghe vậy, nhìn nhau một cái, âm thầm điểm cái đầu. Lúc này, Diệp Đàm Trúc liền dẫn đầu đứng dậy, các vị, chúng ta không thể để cho hắn một người được bài tiệc quà tặng. Tại chỗ còn lại mười mấy tên đệ tử rối rít nhìn về phía Diệp Đàm Trúc, có người kinh ngạc, bọn họ đại khái đã đoán được Diệp Đàm Trúc ý tưởng. Không cùng có người đứng ra phản bác, Diệp Thăng vậy đi theo vùng cánh tay hô lên, không sai, các vị, muốn ta Diệp ra ở ba vị lão tổ dưới sự hướng dẫn, những năm gần đây hy sinh nhiều ít, trả giá nhiều ít. Dựa vào cái gì cuối cùng nhưng cấp cho một cái thấp võ vị diện phi thăng đi lên. Hoàn toàn không có đối với Diệp gia bỏ ra qua công lao người được chỗ tốt. Nhưng mà, hắn dẫu sao là thông qua truyền thừa nghi thức người à? Có đệ tử trần chờ nói. Đó là hắn có Diệp gia huyết mạch nên hết sức trách nhiệm. Diệp Thăng trầm mặt nói, chúng ta tất cả Diệp gia đệ tử đều có trách nhiệm đi hết sức cố gắng lớn nhất thông qua truyền thừa nghi thức, tháo ra luân hồi tinh thạch phong ấn, cái này không có thể tính là công lao, chỉ là cơ bản nhất chức trách. Không sai. Chúng ta tất cả lớn mạch, ở thần quốc mấy chục ngàn năm qua, hy sinh vô số tiền bối tiên hiền mới rốt cục chịu đựng đến ngày hôm nay, ngày này thạch tất cả quà tặng, cũng nên cho dư Diệp ra nội bộ đi phân phối,
mà không phải là để cho hắn cái này cái công lao gì cũng không có người ngoại lai lấy đi nhiều nhất bộ phận. Nói tới chỗ này, Diệp Đàm Trúc còn cố ý rất đại động tác liếc nhìn cách đó không xa ngồi xếp bằng điều chỉnh thân thể Diệp Thần, có ý ám chỉ nói, các ngươi đừng quên, mới vừa rồi Diệp Lăng Thiên là xưng hô như thế nào Diệp Thần, còn có nơi này là ta Diệp gia tổ địa, vậy hai người quần áo đen lại là vào bằng cách nào? Trước lúc này, vô số lần tổ tự, có thể cũng không có không Diệp gia chi người đi tới qua cái này phiến tổ địa. Diệp gia tổ địa bên trong, luân hồi tinh thạch phong ấn bị sau khi giải trừ, thiên thạch lên nơi minh khắc vô số Diệp gia hy sinh trước hiền tên chữ cũng hiển lộ ra. Lá đăng hồn, lá ngồi gió, Diệp tường vũ, lá chi đạo, lá thái sơ. Mỗi một cái tên, cũng ngưng tụ năm xưa Diệp gia những thiên tài lưu lại đạo pháp cảm ngộ, phải biết, có thể tới chỗ này, tối thiểu tất cả đều là hỗn độn cảnh sơ kỳ kiệt xuất đệ tử. Ở vô số lần tổ tự bên trong, bọn họ không có thể thông qua truyền thừa nghi thức, chết ở phong ấn trận pháp khảo hạch trong quá trình, có thể cái này cũng không đại biểu bọn họ không đủ ưu tú. Chẳng qua là Diệp gia tổ tiên lưu lại yêu cầu quá mức nghiêm khắc mà thôi. Dẫu sao sự quan trọng đại, trừ phi là có thể xuất hiện tuyệt đối chắc tuyệt đời sau, nếu không, khối này trấn tộc chí bảo, vẫn là chỉ như vậy phong ấn ở tổ địa bên trong tốt hơn. Hàng ngàn hàng vạn đời trước người tài lưu lại đạo pháp cảm ngộ, vào giờ khắc này, luân hồi tinh thạch phong ấn giải trừ sau đó, trở thành quà tặng Diệp gia chất dinh dưỡng. Trước nhất người được lợi, chính là Diệp Lăng Thiên. Thành tựu thông qua truyền thừa nghi thức thí sinh, Diệp Lăng Thiên trước lấy được máu phách phong thần châu tự động nhận chủ, đem cái này cái thượng cổ vật thu vào trong túi. Hiện tại đang tiếp thụ những thứ này Diệp gia trước hiền nơi lưu lại đại đạo quy luật tẩy rửa, một khi xong chuyện, tu vi ắt sẽ tăng tiến. Đối mặt cục diện như vậy, Diệp Đàm Trúc và Diệp Thăng thì như thế nào có thể chịu được đâu? Có lẽ, nếu như Diệp Thần không có bị thương, trạng thái đang thịnh mà nói, bọn họ sẽ khó mà lựa chọn chút. Bởi vì bỏ mặc nói thế nào, Diệp Đàm Trúc đã từng bại với Diệp Thần tay, nếu như tùy tiện động thủ, có Diệp Thần ở một bên che chở, bọn họ những người này thật đúng là không có thể bảo đảm có thể thành công hay không. Nhưng hiện tại Diệp Thần bị thương, một mực ngồi xếp bằng dưới đất chữa thương, hơi thở có chút rối loạn, hiển nhiên trạng thái cũng không tốt. Ở người có lòng cổ động dưới, hai người lựa chọn động thủ, không chỉ là chính bọn họ động thủ, còn được mang theo bên người cái này mười mấy Diệp gia đệ tử vừa động thủ một cái. Như vậy, coi như đến lúc đó Diệp gia các trưởng bối muốn truy cứu vấn đề, tổng cũng có pháp không trách chúng, giải thích. Ta hoài nghi, Diệp Lăng Thiên cùng Diệp Thần cấu kết ngoại tộc, mưu đồ ta Diệp gia chí bảo, chuyện này hết sức nghiêm trọng, cho nên, không thể để cho Diệp Lăng Thiên tiếp tục tiếp nhận thiên thạch quà tặng. Diệp Thăng nói xong, liền nhanh chóng an bài người, nhiếp phu Diệp Lăng Thiên mạnh mẽ. Những người này cũng không dám khinh thường, cho nên quyết định đồng thời ra tay, trực tiếp đánh lén Diệp Lăng Thiên, trước chân áp xuống tới nói sau. Thật muốn động thủ sao? Sống sót cái này 19 tên đệ tử bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người đều nguyện ý đi theo Diệp Thăng và Diệp Đàm Trúc ý kiến đi làm, có người đang chần chờ, lặng lẽ cùng bên người gần gũi đồng bạn truyền âm. Người chúng ta vi ngôn nhẹ, bọn họ đều là Diệp gia có thực lực nhất mấy cái mạch, à. Cũng mặc kệ nói thế nào, mới vừa rồi nếu không phải Diệp Thần ở bên ngoài thay chúng ta tranh thủ thời gian, ngày này thạch phong ấn có thể hay không tháo ra vẫn là khó nói, cái này thì qua sông rút cầu cũng quá hèn hạ. Luân hồi tinh thạch nơi đó, Diệp Lăng Thiên cả người đều bị đại đạo quy luật bao vây lại, giống như một kén tầm như nhau dán chặt trước phương này chí bảo, kén tầm nội bộ hơi thở càng ngày càng cường thịnh. Đối mặt như vậy tình huống, Diệp Thăng các người dĩ nhiên là không muốn chỉ hoãn nữa. Phân phó xuống tới sau đó, hai người liền muốn cùng kêu lên ra lệnh, dự định cưỡng ép đem Diệp Lăng Thiên cùng luân hồi tinh thạch tách ra, chân thực không được, liền dứt khoát giết chết. Động thủ! Ai dám? Hai đạo hoàn toàn ngược lại tiếng kêu truyền tới, mọi người trố mắt nhìn nhau, chỉ gặp nguyên bản còn ngồi xếp bằng dưới đất điều chỉnh thân thể, khôi phục thần lực Diệp Thần, lại có thể chẳng biết lúc nào đứng lên. Xem bộ dáng kia, sắc mặt cho dù còn có chút trắng bệch, nhưng đã khôi phục chút. Diệp Thăng ánh mắt hơi rét, nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, nơi này lúc nào đến phiên ngươi mà nói chuyện. Đừng quên, ngươi giống như mình cũng là chúng ta đối tượng hoài nghi. Hoài nghi ta sao? Diệp Thần không khỏi giễu cợt tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười, vậy ta đổ muốn hỏi một chút,
thành như ngươi nói, ta cấu kết người ngoài, mưu đồ gây rối, như vậy đến trước mắt mới ngưng, ta rốt cuộc mưu đồ liền cái gì chứ? Ta cấu kết người ngoài lại ở nơi nào đâu? Đừng nói trên đất chết cái này hai người, nếu như bọn họ nếu là ta cấu kết tới, vậy bọn họ hiện tại cũng không nên là nằm dưới đất. Một phen, trực tiếp đem Diệp Thăng cho đang hỏi, nhất là Diệp Thần vậy tràn đầy giễu cợt giọng, càng làm cho Diệp Thăng sắc mặt đỏ lên, cứng cổ thật lâu mới cứng rắn vô cùng nói, cũng không ai có thể bài trừ cái này có phải hay không khổ nhục kế. Ha ha ha, Diệp Thần cười to. Ngươi cười cái gì? Diệp Thăng hổn hển. Không sai, ngươi nói đúng, đây chính là khổ nhục kế. Diệp Thần gật đầu liên tục nói, cái này cũng không chính là khổ nhục kế sao? Hai vị thiên thần cảnh cường giả đặc biệt tới phối hợp ta diễn cái này ra khổ nhục kế, ngươi tất cả đều đã đoán đúng, không hổ là Diệp gia đệ tử kiệt xuất nhất. Diệp Thần cố ý đem, đệ tử kiệt xuất nhất, mấy chữ này cắn rất sâu, châm chọc 10 phần. Nghe được thiên thần cảnh ba chữ, mọi người con ngươi đột nhiên co rúm một cái. Diệp Thần giết hai người thiên thần cảnh, đùa gì thế? Từ xưa tới nay, chạm ách cảnh thì không thể dung chuyển thiên thần cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 146.